Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về cho bác một số cái nồi cơm của Cúc Cu cũng như là hàng của Sáp. Hàng thì nó sẽ là hàng nhật xuất, sử dụng điện 220V hết, cho nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em để được tư vấn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái nồi Cúc Cu nhá. Hàng thì của thương hiệu Cúc Cu. Và hàng sẽ về theo lô và nó sẽ có các cái màu khác nhau các bác nhá, các màu khác nhau. Đấy, Cúc Cu hàng của Hàn Quốc đây, Korea nhá, Korea của Hàn Quốc. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và bên shop về thì nó sẽ có là về màu thì về theo lô, nhưng mà nó cùng kiểu dáng, cùng kích thước, cho nên khi các bác nhận hàng thì các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Hết sức thông cảm cho em là nó sẽ có cho các bác là các cái màu khác nhau. Đó, còn là kiểu dáng và kích thước thì đều như nhau thôi. Hàng khá là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đây. Thì con này dung tích của nó là 1 lít 2 nhá. Con 1 lít 2 này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 390.000 cho một con lít 2 như này. Đấy. Khi các bác mở ra thì đây, bên ngoài của nó thì khá là dày dẫn chắc chắn này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Hàng 1 lít 2. Con này 1 lít 2 thì sẽ là 390.000 nhá. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi này. Nồi của nó siêu dày luôn, nồi siêu dày luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng sơn sơn giữ nhiệt nhá, sơn giữ nhiệt. Cho nên là cái nồi nó giữ nhiệt rất là tốt. Và nồi của nó thì nó sẽ là nồi dạng như là nồi vòm niêu đất như này, thì khi các bác đun thì nó sẽ là chín nhanh và giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, và các bác đậy nắp này, nó rất là kín các bác nhá. Đấy, sách đi cũng rất là to và những cái quai của nó làm khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, rất dày dẫn chắc chắn các bạn. Đây, đây là cái phần nước thừa này, đấy phần nước thừa. Nói chung là hàng của Hàn Quốc thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đấy, và đây là cái dây cáp để các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này, dây cáp. Đây, cắm vào đây cho em, cắm trực tiếp điện 220V cho em nhé. Đấy, cắm trực tiếp điện 220V rất là tiện ích luôn. Đó, và con này thì công suất của nó thì nó sẽ là 1 lít 2 các bác nhá, 1 lít 2. Công suất của nó là 500W và sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Và rất là ngon lành cho bác luôn, dung tích là 1,2 lít như này. Đấy. Mâm đế của nó cực dày luôn. Đây. Mâm đế của nó rất là dày luôn này. Đấy, mâm của nó rất là dày luôn và vòm của nó là nó sẽ là hợp kim nhôm và nó sẽ là thuộc dạng vòm theo kiểu là gọi là theo kiểu gọi là niêu đất nhá, giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Dung tích của nó thì con này của nó sẽ là 1,2 lít nhá. 1,2 lít thì các bác dùng gia đình 2 3 người, 4 người cũng rất là thoải mái luôn. Đó. Và có kèm cho các bác là cả một cái môi xúc cơm như này nhá, môi xúc cơm như này. Đó, dung tích 1,2 lít. Đấy thì con 1 lít 2 này thì các bác lên cho em là nồi Cúc Cu. Nồi Cúc Cu 1,2 lít này thì giá của nó là nồi Cúc Cu 12 nhá, Cúc Cu 12 đi. Lên cho em là Cúc Cu 12 này. Đấy. Cúc Cu 12 giá sẽ là 390k nhá. 390.000 cho con Cúc Cu 12 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái Cúc Cu này nó sẽ là 1 lít 8 luôn, 1 lít 8. Đấy thì con này các bác lên cho em là Cúc Cu 18 nhá. Đấy, nó sẽ là 1 lít 8 như này. Và cái màu của nó sẽ là một cái màu ghi nhạt rất là đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Mâm xoong mâm của nó thì khá là dày rồi. Xoong mâm của nó thì siêu dày rồi các bạn. Đấy. Con này với con kia thì nó như nhau thôi. Nó sẽ là 1 lít 8 nhá, 1 lít 8 này các bạn. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng nhôm của nó kêu là các bác đã biết rồi. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Siêu dày luôn các bạn, siêu dày luôn. Đấy, và nó sẽ là hợp kim nhôm. Và dòng của nó thì nó sẽ là bên ngoài thì sơn giữ nhiệt này, bên ngoài sơn giữ nhiệt, bên trong thì nó sẽ là tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy, một cái nồi Cúc Cu như này, giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000 cho một cái nồi lít 8 như này. Nồi lít 8 này sẽ là 450.000 các bác nhá, 450k. Đó, lên cho em là nồi nồi Cúc Cu 18 nhá, Cúc Cu 18 giá sẽ là 450.000. Đó. Các bác lên cho em là Cúc Cu 18 này. Cúc Cu 18 giá sẽ là 450k nhá, 450k. Đó, Cúc Cu 18. Thì con này các bác lên cho em là Cúc Cu 18 nhá, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy. Rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Đấy. Nồi của nó thì siêu dày luôn nhá, nồi của nó siêu dày luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Giá rất là tốt luôn. Đấy thì con này chỉ có 450.000 thôi nhá, 450.000 thôi. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá, 450.000 cho con Cúc Cu 18 như này. Đấy thì con này lên cho em là Cúc Cu 18, giá sẽ là 450k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái nồi cơm, đó là cái nồi của thương hiệu Sáp. Sáp này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá.
hàng của Nhật này, đấy, nồi của Sáp đây, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nồi Sáp này thì của Nhật, còn nồi Cuckoo thì nó sẽ là nồi của Hàn Quốc đây. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mở nắp như này. Và đây thì cái nồi Cuckoo, nồi Sáp này thì nó sẽ thêm cho các bác một cái khay hấp này, một cái khay hấp như này. Đấy, một cái âu đong gạo này và một cái dây cáp này, rồi một cái âu xới cơm này, cái mô xới cơm này và cái mâm của nó đây. Đấy, nồi của nó đây. Nồi của nó thì cũng siêu dày luôn các nhá, siêu dày luôn. Đó. Nồi siêu dày như này. Đấy, siêu dày như này. Và con này thì nó sẽ là thuộc cái dòng là dòng quay sách như này nhá, quay sách như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Sáp nhá, hàng thương hiệu Sáp. Và cũng là dòng nồi cơ thì các bác dùng thì rất là tiện ích và nấu cơm thì siêu ngon luôn. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là điện 220V này, dung tích của nó sẽ là 1.8L và công suất của nó sẽ là 900W nhá. Màu thì nó sẽ là cái tông màu trắng rất là đẹp luôn. Nói chung là hàng này thì nó cũng về theo lô, thì có lô màu trắng, có lô màu đen nhá, có lô màu trắng, lô màu đen. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi các bác nhá, gửi màu ngẫu nhiên thôi. Các bác cũng hết sức thông cảm. Đấy, hàng về theo lô, dung tích của nó sẽ là 1.8L. Và nồi này thì các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Nồi Sáp giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái nồi cơm Sáp như này, giá của nó sẽ là 490 bao nhiêu nhỉ? Nồi Sáp bao nhiêu? 500 à, nồi Sáp này là 500 tròn nhá, 500 tròn. Đấy. Nồi Sáp này thì sẽ là 500k tròn nhá, 500.000 tròn. Lên cho em là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp này. Đấy, nồi Sáp. Nồi Sáp giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k tròn cho cái nồi cơm Sáp như này. Đấy thì con này thì dung tích của nó cũng là 1.8L nhá, 1.8L thì các bác có thể sử dụng. Các bác thích cái mẫu này thì lấy, mà thích cái mẫu Cuckoo này thì lấy nhá. Cuckoo này thì sẽ là 450.000. Còn con nồi Sáp này thì giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái fit đun sôi nhá, hàng của thương hiệu Cuckoo. Đó, hàng thương hiệu Cuckoo. Con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ đây. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ này, sử dụng điện 220V này, 1.300W và 50Hz nhá. Con này thì ngoài chức năng là đun sôi thì nó sẽ giữ nhiệt cho các bác luôn. Và con này thì ưu điểm của nó sẽ là tự ngắt nhá. Đấy, nó sẽ sôi, nó sôi nó sẽ tự ngắt. Đấy, nó rất là tiện. Bên trong thì bằng inox 304 này. Đấy, và bên ngoài của nó thì nó sẽ có tính năng giữ nhiệt luôn. Và dung tích của nó là 3 lít cả vỏ thì nôm na các bác sử dụng được đun thì nó sẽ vào khoảng trên 2 lít. Trên 2 lít một chút nhá. Đấy, và khi các bác xoáy nắp thì các bác xoáy vào cho em như này cho em. Đấy, xoáy vào như này. Đấy, xoáy nắp vào như này, sau đó thì mình sẽ dùng cái lẫy này để mình bóp, mình xả nhá. Khi mình rót thì mình xả này thì nó mới ra này. Đấy, vào đây. Con này của nó thì nó sẽ không có lẫy đâu. Thì các bác cứ đặt lên thôi, đặt lên là nó sẽ đun thôi. Và khi mà nước sôi 90-95 độ thì nó sẽ tự ngắt. Và khi mà nước nó giảm nhiệt thì nó sẽ lại nảy và tự ngắt liên tục như thế. Còn nếu các bác không thích là để vào nó mất an toàn thì các bác cứ để ra ngoài. Lúc nào cần nước sôi thì mình lại đặt lên. Còn không thì mình dùng để ra ngoài chứ em. Thì buổi sáng đến thì các bác, ví dụ các bác có muốn cắm nước thì các bác cho nước vào đây cắm. Sau đó thì mình không dùng nữa thì mình để ra ngoài. Và lúc nào mình cần tăng nhiệt độ lên và giữ cho nước nó lên 100 độ thì các bác lại đặt vào cho em. Đấy, hoặc các bác cứ để liên tục thì nó sôi và nó lại tự ngắt, và nó sôi nó lại tự ngắt. Thì nó rất là tiện, thì lúc nào các bác cũng có nước nóng để dùng luôn. Và dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là Fit Đun Sôi nhá. Lên cho em là Fit Đun Sôi. Fit Đun Sôi giá sẽ là 180k nhá. 180k và bao ship cho các bác luôn. 180k không bao ship các bác nhá, xin lỗi các bác. Đó, giá sẽ là 180.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, thì 180.000 thì các bác mua đủ 200 này bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, xin lỗi các bác em nói nhầm, 180.000. Và 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Đấy, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ như này. Đấy, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, fit đun sôi 180.000, 3 lít cả vỏ các bác nhé, lưu ý giúp cho em. Đó, thì nó sẽ là một con ấm như này. Đây, khi bác nhận hàng thì hàng sẽ là thương hiệu Cuckoo và 1.300W này. Đấy, và 3 lít cả vỏ này. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Các bác có thể dùng để pha trà, pha các loại khác cũng đều ok hết nhá. Rất hợp lý cho bác. Chỉ có cho bác là 180.000 cho một con fit đun sôi này thôi. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Thì các bác có thể liên hệ tới các bác số hotline của bên em rồi ok. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái mã nồi cơm, đó là cái nồi cơm mini các bác nhá. Nồi cơm mini. Đấy, hàng khi bác nhận được hàng thì nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo của Nhật nhá, Chigo của Nhật. Con này thì dung tích của nó cũng là 1.2L. Dung tích của nó là 1.2L các bác nhá. Đấy. Và đây nó sẽ là một con nồi mini như này. Đấy, và con này thì mặc định của nhà sản xuất là 1.2L và có kèm cho các bác một cái môi sới như này nhá, một cái môi sới như này. Đấy, một cái môi sới như này. Thì con này là dung tích của nó là 1.2L. Đấy, 1.2L các bác nhá. Đấy, 1.2L cả vỏ.
Chứ còn cái dung tích sử dụng của cái nồi bên trong này của nó thì chỉ có 800ml thôi nha, 800ml thôi. Còn con này sẽ là 1 lít 2 cả vỏ. Thì bên em gọi nó là nồi mini nhá, nồi cơm mini. Giá thì chỉ có 290.000 cái nồi cơm mini như này thôi. Con này thì nấu cơm siêu ngon luôn. Đấy, và các bác dùng khi mà mình sử dụng ấy thì nó rất là tiện ích, nhỏ gọn. Đây, đấy, hàng cực kỳ là nhiều tem mác luôn. Đấy, chống hàng giả, nói chung là rất là tiện ích này. Có môi sấy cơm này. Đấy, và có cho các bác là cái dây cáp cắm nguồn này. Đấy, đầy đủ cho bác như này. Thì lên cho em là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Con này thì nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn thôi. Và con này thì các bác sẽ nấu được khoảng một bò gạo nhá, một bò đấy, hơn bò gạo. Con này thì dùng cho hai người ăn thôi, hai người ăn thôi, nhỏ gọn. Đấy, và dung tích của nó sẽ là 1 lít 2 cả vỏ. Còn nguyên cái ruột này của nó thì nó chỉ có 800 thôi nhá, chỉ có 800ml thôi. Nên bên em gọi nó là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Con nồi cơm mini này thì nó cũng có lô về màu đen, có lô về màu sữa như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, đây. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nồi cơm mini nhá, giá chỉ có cho các bác là con nồi cơm mini như này, giá chỉ có cho bác là 290.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là nồi cơm mini. Đó, nồi cơm mini, nồi cơm mini này, nồi cơm mini giá sẽ là 290k nhá. Vậy là bên em sẽ có cho các bác là 4 mẫu nồi cơm. Một mẫu là nồi mini này, một mẫu nồi lít 2, một mẫu nồi lít 8 và một mẫu nồi của sáp nhá, nồi của sáp. Thì sẽ có các cái mẫu nồi như này thì các bác xem và lựa chọn và mình mua các cái sản phẩm của bên em. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái chổi lau nhà, thì bên em có 2 mẫu nhá. Đấy. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó, và đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác lưu ý cộng cho em thêm 30.000 ship đấy nhá. Đấy. Đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chổi chữ nhật nhá. Đấy, chổi chữ nhật thì nó sẽ là một con chổi như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, lau dọn nhà cửa, vệ sinh nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái miếng mút như này nhá. Đấy, có một cái miếng mút như này. Về nhà thì các bác lắp vào cái chổi cho em, lắp vào cái chổi này cho em. Sau đó thì mình dùng mình vắt, mình lau chùi nhá. Nó rất là tiện ích. Cái này thì các bác chỉ cần gạt qua cái phần này thôi. Gạt qua cái phần này thôi là nó sẽ sạch nước cho các bác luôn. Thì các bác không cần phải dùng tay nhá. Và cái tiết diện của nó khá là rộng thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, và các bác lắp vào thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là 1m2, 1m3 thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Thì con này nó hình chữ nhật cho nên là bên em sẽ lên nó là chổi chữ nhật và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một em chổi chữ nhật như này. Khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn nhá. Lên cho em là chổi chữ nhật, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, chổi chữ nhật giá sẽ là 80.000. Còn ngoài ra thì bên shop có cho bác một cái mẫu chổi. Các bác này khi nó dùng thì nó rất là tiện ích nhá. Nó có thể xoay 360 độ như này. Và khi các bác dùng thì mình chỉ cần là đấy, xoay này rất là tiện này, và khi các bác dùng thì mình chỉ cần gạt đi cho em là xong. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Và nó sẽ là dòng tự vắt như này các bác này. Đấy, kéo lên này nó sẽ tự vắt như này cho các bác. Rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 80k thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tam giác nhá. Đấy, thì nó cũng là một con chổi lau nhà như này. Và cũng lắp vào thì nó cũng dài khoảng là 1m2, 1m3 và nó cũng tự vắt luôn nhá. Tự vắt luôn thì nó rất là tiện. Con này thì sẽ là 100.000. Con này thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con em chổi tam giác như này. Thì bên shop có 2 mẫu. Một là mẫu chổi chữ nhật, hai là mẫu chổi tam giác. Đây em sẽ có cho các bác xem cái mẫu chổi tam giác này. Đây, cái chổi tam giác thì nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, nó cũng xoay 360 độ, các bác có thể lau ở trên trần này, trên tường này, rồi các cái ngóc ngách đều được hết nhá. Và nó sẽ tự vắt rất là tiện. Các bác chỉ cần kéo phát là nó sẽ vắt kiệt hết luôn. Đó. Đấy, kéo phát là vắt kiệt hết luôn nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì đấy, khi vắt thì nó sẽ xoắn vào như này các bác này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cái chổi tự vắt này thôi, rất tiện luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc ắp quy nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái mẫu sạc 12 24, thì con này đều sạc được cả bình 12 cả bình 24 luôn, và giá sẽ là 290.000 cho con sạc 12 24 như này nhá. 290k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này thì thứ nhất là các bác có thể là chống đảo chiều này, tức là các bác đấu âm dương đều được hết nhá. Đấy, khi đấu âm dương thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Thứ hai là
khử sunfat này, rồi các bác có thể sục bình này, nói chung là đa di năng các kiểu luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đấy thì sạc này sẽ là sạc 1224 nhá. Lên cho em là sạc 1224. Giá sẽ là 290k nhá. 290k cho con sạc 1224 như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con sạc nguyên 12V thôi. Con này sạc nguyên 12V thì cái giá nó sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Chức năng và thương hiệu thì đều như nhau, cùng một hãng cả. Và hàng này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đây, xuất đi Anh này, đó. Đi Đức này, đây, Đức này, Germany này. Đấy, rồi xuất đi Tây Ban Nha này. Đấy, rồi Pháp này. Đấy, xuất đi Pháp này. Nói chung là xuất đi rất là nhiều nước luôn, các nước châu Âu nhá. Anh, Pháp, Mỹ nhá. Và giá thì con này nó sẽ là, các bác lên cho em là sạc 12 nhá. Con này thì nó sẽ sạc được bình 12V. Sạc 12, giá sẽ là 190k. Đó, 190.000. Thì con này sạc nguyên bình 12 thôi. Con này sẽ là sạc nguyên bình 12V. Đấy, cũng có cho các bác cái chức năng là khử sunfat này, chống đảo chiều, rồi làm trẻ hóa bình thôi nhá. Đó. Và con này thì nó sẽ là sạc 1224. Giá của nó sẽ là 290.000. Đó. Tiếp theo thì nay tôi xúc về cho bác sản phẩm, đó là cái tăng đơ hộp nhá. Tăng đơ hộp thì nó sẽ là một con tăng đơ như này. Hàng này của nó thì cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây, Anh này, Thổ Nhĩ Kỳ này, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này, đó. Rồi Ả Rập này, rất nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái tăng đơ hộp như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một tăng đơ bằng đồng rất là đẹp như này. Đấy, thiết kế cực kỳ là tinh xảo luôn. Đó, rồng phượng rất là đẹp này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống ăn tay nhá, chống ăn da, cho nên các bác dùng nó rất là tiện ích, cầm cực kỳ chắc chắn đàm tay, một lần sạc pin các bác có thể cắt đến 10-20 lần thoải mái luôn. Đây. Đấy, ưu điểm của con này khi các bác dùng này, ngoáy ngó này, đấy, cắt chặt thoải mái luôn, không bao giờ sợ bị ăn tay nhá. Đấy thì rất là bền bỉ và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi. Ngoài ra thì có kèm cho các bác là một đốc sạc và bốn cữ như này, một đốc sạc và bốn cữ như này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đấy và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Giá quá là sốc luôn coi nhá, quá sốc luôn. 100k cho một cái tăng đơ như này. Đấy, giá khá là hợp lý cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em đó là tông đơ hộp nhá. Tông đơ hộp. Đấy, tông đơ hộp này. Tông đơ hộp. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái tăng đơ trong hộp như này. 100.000 chiếc thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, một hộp này 6 viên thì các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp về nhà các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em nhá. Đấy, và nó sẽ là dòng của Đức các bạn. Đấy, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em thì khi các bác sử dụng thì mình lấy ra mình bỏ vào cốc bia, cốc nước ngọt mình uống. Đó, và nó rất là tiện ích, các bác sẽ giữ được nguyên cái vị của nước ngọt nhá. Giữ được nguyên vị của nước ngọt luôn, nó sẽ không bị mất mùi, mất hương, mất vị thì các bác dùng nó rất là sướng. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000. Đấy, và bao gồm cho bác là 6 viên một cái gắp như này. Về nhà các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông cho em. Khi nào uống bia, uống rượu hoặc là uống nước ngọt thì các bác lấy ra mình uống cho em, nó rất là tiện ích nhá. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. À, cho các bác là đuôi cảm ứng. Có đầy đủ cho các bác ốc ác rồi các cái phụ kiện đầy đủ như này. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái đuôi cảm ứng như này thôi. Lên cho em là đuôi cảm ứng chuyển động nhá. Đấy, có người đi đến thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tắt. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một cái đuôi như này. Thì con này cũng rất là tiện ích luôn và các bác dùng đa di năng các chỗ được. Đấy, chỗ nào mà các bác muốn sử dụng mà khi mình đi đến thì nó sáng và đi qua thì nó sẽ tắt thì nó rất là tiện ích. Lên cho em là đuôi cảm ứng nhá, đuôi cảm ứng. Giá chỉ có 60.000 thôi. Đuôi cảm ứng này. Đuôi cảm ứng, giá của nó sẽ là 60k cho một em nhá. Đấy, các bác về các bác chỉ cần xoáy bóng vào, đấu điện sau đó xoáy bóng vào cho em. Có người đi đến thì sáng và người đi qua nó sẽ tắt, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Thì đây nó sẽ là sự kết hợp của ngải cứu này và rất là nhiều các loại thảo mộc khác nhau. Đó thì sẽ combo cho bác bao gồm là 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Về nhà các bác bóc ra sau đó thì mình dán lên các cái gan bàn chân cho em để giúp cho các bác để qua đêm và nó sẽ thải độc cái gan bàn chân thì rất là tốt. Giá thì chỉ có 40.000 thôi, bằng một bát phở mà các bác dùng được tới hai chân là tới 25 lần nhá, 25 lần 50 miếng mà. Đấy, lên cho em là thải độc chân nhá.
thái độc chân này. Đó, thái độc chân giá của nó sẽ là 40k trên một hộp nhá, 40.000 cho một hộp thái độc chân như này, rất tiện ích luôn. Chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, đây chính là miếng dán thải độc chân nhé. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một miếng thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn hắt nhá, đèn hắt. Đấy, con này thì nó sẽ là một con đèn hắt và nó sẽ có cho các bác là đổi màu nhá, đổi màu đó, đổi màu mà nó sẽ là lên cho các bác là 3 màu như này. Đấy, thì khi các bác cắm vào này nó rất là tiện ích luôn đó. Và về nhà khi các bác dùng thì các bác bỏ cho em cái dây màu vàng này đi này, để cho em cái dây màu đen này. Đấy, và nó sẽ là như này. Đấy, và sẽ có cho các bác là 3 màu rất là đẹp luôn. Về nhà thì các bác đấu nguồn điện vào cho em, bỏ cái dây vàng ra nhá. Bỏ cái dây vàng ra. Đó, đây các bác này. Đấy. Về nhà các bác ốp lên tường cho em, rất đẹp luôn. Đó. Đấy, bắt vít ốp lên tường cho em rất là đẹp nhá. Đấy, và con này của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim đấy, bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa đâu. Rất là đẹp luôn, màu sắc rất là đẹp. Thì các bác có thể dùng để ép lên cột này, đấy, cổng này hoặc là tường này, rất là tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 cho một con đèn hắt như này thôi. Lên cho em là đèn hắt nhá, giá sẽ là 140k. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là đèn hắt này. Đó. Đèn hắt giá sẽ là 140k. Bên em sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và 7 màu như này nhá, màu vàng và 7 màu như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội đầu clear nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một mẫu là màu xanh, một mẫu là màu trắng này. Đấy. Dầu gội đầu clear. Đó. Màu xanh và màu trắng như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là hơn 450ml nhá, 450ml. Đó. Và hàng này thì nó sẽ là hàng của Thái Lan, của thương hiệu Unilever nhá, Unilever. Đó, Unilever. Đấy, hàng thương hiệu Clear. Đó, có màu xanh và màu trắng, hai màu, nam nữ đều dùng được cả. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Lên cho em là dầu gội đầu Clear, giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một lọ dầu gội đầu clear như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này và có cho các bác là ba cái cữ như này luôn, ba cữ để các bác kết nối các cái đầu vòi. Đấy, và nó sẽ là bằng đồng như này. Đấy, giúp cho các bác là sử dụng nó rất là tiện ích và tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình xịt rửa rồi tưới cây, rất là tiện, tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy, và đây các bác kết nối các cái nguồn dây như này. Cái nguồn dây này cho em này, đó, đều ok hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, bao gồm cho các bác là một đầu vòi và ba cái cữ như này, thì ba cái cút nối như này, thì khá là tiện ích luôn. Đấy, rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi này. Đấy, tẩy xoong nồi bát đĩa hoặc là tẩy vành bánh ô tô đều ok hết nhá. Đây, xoong nồi bát đĩa vành bánh ô tô này. Đấy. Đây các bác, về nhà thì các bác mở ra thì nó sẽ là một cái dòng mà bên trong của nó thì nó sẽ là cái bột màu trắng như này nhá, bột màu trắng như này. Các bác làm ướt đi, sau đó thì các bác bôi lên cho em và mình đánh xoong nồi rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25k đó, 25k. Lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh, giá sẽ là 25.000. Đây các bác này. Mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy, cái kem tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử
nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem tẩy xong. Đấy, 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia. Đấy, dòng điện thoại một sim. Giá thì chỉ có 150.000 thôi, bao gồm cho bác là một điện thoại này, một điện thoại, một viên pin và một cái sạc. Hàng mới nguyên đai nguyên kiện nhá, mới nguyên đai nguyên kiện như này. Combo cho các bác là 3 món. 3 món cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho 3 món như này. Đó, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Bao gồm cho các bác cái điện thoại Nokia rất là ngon, hàng mới tinh. Điện thoại Nokia 1280. Về nhà các bác sử dụng thì mình nghe gọi rất là tuyệt vời luôn nhá. Điện thoại Nokia 1 sim nhá, 1 sim. Giá sẽ là 150 cành thôi, 150k cho cái điện thoại 1 sim như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips nhá. Đấy. Hàng thương hiệu Philips đây. Đấy. Sấy tóc hàng của thương hiệu Philips. Con này thì công suất của nó sẽ là 3.000W nhé, 3.000W, sử dụng điện 220V, giá chỉ có 130.000 thôi. Con này thì nóng cực kỳ nhanh luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì cực kỳ là tốt cho các bác nhé, giá rất là tốt cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng thì cực kỳ là ok nhé. Đấy, nhanh, mạnh, khỏe, đấy, nóng nhanh, dùng rất là thích. Con này thì chỉ có nóng thôi nhá, nóng với gió thôi chứ không có lạnh đâu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, hàng không hề có lỗi lầm gì nhá. Lên cho em là sấy tóc nhá. Đấy. Sấy tóc của Philips giá sẽ là 130k, 130.000. Hello các bác nha. Hôm nay thì bên em Phạm Huấn lại lên các cái mã hàng trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng các bác có quyền kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đơn hàng dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa. Có mỗi coco thôi à? Bó đây cho anh một lọ luôn. Đấy, dòng nước hoa nhá, thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Coco Chanel và của Gucci. Giá thì đều là 130k trên một lọ như này nhá, 130.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, 130.000 cho một lọ nước hoa như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là, các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel. Dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Pháp các bác này. Đấy, made in France các bác nhá. Made in France. Đó, sản xuất ở Pháp, made in France đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000 cho một lọ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng nước hoa của thương hiệu Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci, dung tích cũng là 100ml các bác nhá, 100ml. Đó. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở tại Anh này. Đấy, made in UK này. Hàng thì nó sẽ là còn nguyên siêu nguyên hộp như này. Đấy, nguyên siêu nguyên hộp như này thì em cũng không tiện bóc ra cho nên là em chỉ quay ở cái bên ngoài thôi. Đấy, còn về nhà các bác tự bóc siêu thôi các bác nhá. Đấy. Nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Và giá đều là 130k nhé, 130k. Lên cho em đó là nước hoa nhé. Đấy. Lên cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Giá sẽ là 130k nhé, 130.000 cho một họ lọ. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là của Gucci, hai là của Chanel. Đấy, của Coco Chanel đây. Giá đều là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa của, nước hoa của, nước hoa của Dubai nhá. Đấy, của Dubai. Đấy, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất này. Đấy, made in Dubai nhá, made in Dubai. Đó, và một hộp này của nó thì cầm trên cái lọ nước hoa khô. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ nhỏ như này. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau, 1 2 3 4 5. 5 lọ nhỏ với 5 mùi hương khác nhau nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là nước hoa chiết không nhá, thơm phức luôn, rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, nó là dòng nước hoa chiết đấy, cho nên là nó rất là ít thôi, nó rất là ít thôi nhá, nó chỉ tầm khoảng là 20ml cho một lọ như này thôi, 20ml thôi các bác nhá, rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá, made in Dubai này. Đấy, thì các bác lên cho em là nước hoa Dubai, nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, nước hoa Dubai này, nước hoa Dubai này, Dubai, giá sẽ là
60k cho một lọ nước hoa Dubai như này. Đấy. Rất thơm luôn. Tiếp theo thì bên em về cho các bác cái dòng nước hoa của Ấn Độ nhá. Đấy, ở đây. Median này, đấy, nước hoa của Ấn Độ. Dòng này thì các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp Ấn Độ. Đấy thì nó sẽ là một hộp này của nó là 50.000 thì nó sẽ có cho các bác là 3 lọ. Đấy, 3 lọ bằng sáp. Đấy, nó sẽ là bằng sáp các bác này. Đấy, 3 hộp như này. 3 hộp bằng sáp. 60. 3 hộp bằng sáp như này nhá, 3 hộp bằng sáp như này. Đấy và giá thì hôm nay sẽ về cho bác cái giá tốt một chút là 60, trước đang bán 60 về cho bác cái giá là 55.000 nhá, 55.000 cho một lọ nước hoa sáp như này. Đấy thì nó bằng sáp thơm như này. Các bác chỉ cần là xoa lên các cái khu vực nào mà các bác muốn sức thơm, hoặc là cái này thì nó có tinh dầu nên là các bác có thể xoa lên tay như này để ở miền Bắc thì nó hay bị khô hanh thì các bác có thể xoa vừa là thơm. Đấy, thứ nhất là thơm và thứ hai là giữ ẩm cho da rất là tốt luôn. Đấy, mùi thơm của nó cũng rất là dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa sáp. Nước hoa sáp Ấn Độ, nước hoa sáp Ấn Độ. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, nước hoa sáp này. Đó, lên cho em nước hoa sáp là được rồi. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 55k. 55k cho một lọ nước hoa sáp như này, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa đó là nước hoa khách sạn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để trong khách sạn này. Đấy, trong phòng ăn, phòng tắm rồi phòng ngủ đều ok hết nhá. Sẽ có cho các bác một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác đeo vào cái lọ chai này cho em. Đó, cái cổ chai như này. Và có cho các bác là những cái tăm này các bác. Những cái tăm này thì các bác mở cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho cái tăm này vào. Đấy, và mình để vào đây. Đấy, và thì cái hương thơm nó sẽ tỏa ra và rất là thơm luôn. Và cái con này thì giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, một cái lọ nước hoa xịn sò và chất lượng như này. Hàng này thì nó sẽ là của Nhật nhé. Và dòng nước hoa này nó là nước hoa chuyên để người ta gọi là để trong khách sạn. Và thế nên là nó rất là thơm. Đấy đây, hotel này. Đấy, hàng của Nhật nhé. Chuyên để trong các khách sạn này rất là thơm luôn. Thì lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có cho các bác là nước hoa khách sạn này. Đó. Nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k cho một lọ thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá sẽ là 30k, rất tiện ích cho các bác có thể sử dụng. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Đó. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành thì lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 cho con nồi cơm này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn.
và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này, mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy, và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra con này. Đấy, giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá. 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật. Còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là... À, nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu. Lên cho em là nồi Cúc Cu nhá. Nồi Cúc Cu này. Nồi Cúc Cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cúc Cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy con nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc Cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy, các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này. Cọc trước 200k này.
Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá. Tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông. Bảy ấp duyên mạo hoa. Vì chân thân mái cực sảng khoái. Năm ơi. Đôi hoa mới yêu điều.
lời yêu ước mơ. Xin từ giá đường phố trắng mưa mắt bên sâu người đi ngoài phố bóng sáng xa miền. Vâng, vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa gỗ dài các bác nhé. Con này chiều dài của nó sẽ là 40cm. Đó, chiều dài của nó 40cm, chiều cao 40 và rộng 40. Con này thì nó sẽ có hai loa hai bên và một quả trầm ở giữa. Đấy, chất âm thì cực kỳ là trầm ấm, sắc nét và rất là hay luôn. Đây, vỏ của nó sẽ là vỏ gỗ như này các bác nhé. Vỏ gỗ như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá cực kỳ hợp lý nhá. Con này sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc nhá. Con này thì ngoài ra các bác có thể cắm thẻ nhớ, cắm jack 3.5 và cắm thẻ USB. Nói chung là hàng đa di năng. Các bác có thể cắm được trên mọi các cái loại hình khác nhau các bác nhá. Đấy, có chân giá đỡ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Giá thì bên shop đang thùng gầm ấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, gầm con giữa này. Đấy, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho con loa gỗ này nhá. Đấy, 240.000 và bao ship cho con loa gỗ như này. Các bác lên tem là loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 240k và bao ship coi nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp tem là loa gỗ dài các bác nhá. Loa gỗ dài 240k và bao ship các bác nhá. Các bác lên tem là loa gỗ dài nhá. Đấy, loa gỗ dài. Con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là loa gỗ dài này. Giá của nó sẽ là 240k và bao ship cho con loa gỗ dài này nhá. 240k bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã giúp tem là loa gỗ dài 240.000 và bao ship. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con máy xay khô nhá. Đây, đấy con này nó xay cái bột nhỏ tăng như này các bác. Đấy, xay bột nhỏ tăng này các bác. Đấy, đây. Đây em đã xay thử cái bột cho các bác xem. Đấy, nó xay nó mịn nhỏ tăng này các bác này. Đó, rất là đơn giản luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220. Và đây là cái loại gạo này. Đấy, gạo trắng trong luôn nhá. Gạo này thì cực kỳ là rắn luôn. Gạo này phơi trong như này nó rất là rắn nhá. Đây các bác nhá. Đó. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Hàng sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em là máy xay khô nhá. Đây em sẽ xay thử cho các bác xem. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, xay luôn cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đây nhá. Đấy, xay cực kỳ là mạnh luôn. Con này khi bác xay thì nên nhấp nhả thêm nhá. Đấy, nói chung là những cái đồ máy xay thì các bác nên nhấp nhả thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đấy, chứ mình đừng ép nó liên tục. Đấy. Thì con xay thì nhấp nhả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều nhá. Đấy. Khi xay thì mình đừng nên ép nhé, ép nhiều quá nó sẽ không tốt nhé. Đấy. Và lưu ý cho em khi các bác nhận hàng thì các bác phải đẩy cho em cái phím này nó sẽ vào cái phần quai này, cái lẫy đen này nhá, cái lẫy đen này vào cái phần quai này để nó là cái công tắc luôn nhá. Đấy, nó sẽ là công tắc ở phần quai này. Đấy. Tức là con này các bác phải đậy nắp kín thì mình mới xay được nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, kêu rất là kinh khủng luôn. Đây, đấy. Đây em xay có một tí mà bột nó đã ra nhỏ tăng này các bạn. Đấy, đây bột nó ra này các bạn này. Đấy có thấy không? Đây, đấy em xay nó tí mà nó sẽ ra như này rồi này. Đấy, từ hạt gạo nó ra bột này các bạn này. Đấy, từ hạt gạo ra bột như này, nhỏ tăng luôn các bạn nhé. Đây các bạn này. Đấy, nó ra bột như này. Các bác dùng để nấu bột cho trẻ em này, xay tiêu, xay tỏi, xay tiêu, xay đồ khô này, nói chung là rất là ngon luôn. Đấy có thấy không? Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy, máy xay khô nhá. Đó, máy xay khô này. Máy xay khô. Con này bên shop đang bán cho các bác là 180k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120k nhá. Lên theo là máy xay khô, giá chỉ còn 120.000 cho con máy xay khô này thôi nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật đây các bác này. Đây toàn bộ chữ Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Sử dụng điện 220V. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy. Bột nó ra nhỏ tăng như này các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp em là máy xay khô nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Rồi ok.
đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó, bên em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bác lưu ý là kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là mài dao ba khe nhá, mài dao ba khe. Đấy, ba khe đỏ này. Đấy, lên cho em là mài dao ba khe đỏ, hàng của thương hiệu Katashiwa này, Katashiwa made in Japan nhá. Katashiwa made in Japan. Đó, lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Con này nó sẽ là dòng mài ba khe đỏ, cầm cái mài đầu bếp đây. Đấy, mài ba khe đỏ, con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có 3 phần mài thô, mài mịn và mài bén. Cái bác cầm tay này cho em và mài từ bên trái sang bên phải nhá. Tay trái cầm và bắt đầu mài từ bên trái sang bên phải này. 1 2 3, mài thô, mài mịn và mài bén như này. Đó, và giá thì sẽ là 130.000 cho một con mài dao ba khe như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là mài dao ba khe đỏ này. Đấy, mài dao ba khe đỏ, mài dao ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho con mài ba khe đỏ như này. Đó, 130.000. Thì con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mài đầu bếp nhá. Đấy, con này thì bên em gọi nó là mài đầu bếp. Thì các cái đầu bếp của nhà hàng nó cũng dùng rất là phổ thông. Đó, và cũng độ sắc bén cũng như nhau thôi, nhưng con này thì nó mỏng hơn. Đấy, và người ta chuyên dùng để cho các cái đầu bếp ở bên Nhật người ta sử dụng. Đó, thì con này giá chỉ có 40 cành thôi, nó sẽ nhỏ hơn nhá. Đấy, thì một dòng là dùng cho nhà hàng và một dòng là dùng gia đình. Thì nó sẽ có hai dòng như này, đều là hàng của Nhật hết nhá. Đó, thì các bác lên cho em con này, nó sẽ là mài đầu bếp. Đấy, nó cũng có 3 số như này. Đấy, có 3 số như này, 1, 2 và 3. Đó, thì các bác có thể mài theo số như này, 1, 2, 3 là ok. Đó, và mỗi cái thì các bác kéo đi kéo lại cho em từ 3 đến 5 lần. Đó, con này thì các cái nhà hàng người ta dùng rất nhiều, cho nên là bên em gọi nó là mài đầu bếp nhá. Giá thì sẽ là 40k thôi. Lên cho em là mài đầu bếp này, mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho cái mài đầu bếp như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả này. Ở đây nó sẽ là một cái xiên như này, một cái bộ xiên như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. Đấy, 10 chiếc xiên như này các bác này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là 10 chiếc. Hàng thì bằng inox 304 của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức hai hình người đây. Khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, khá dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con một cái bộ xiên hoa quả như này, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho bộ xiên hoa quả bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. 50.000 đúng không? 50.000 cho một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đồ ăn trong gia đình nhà mình, ăn hoa quả hoặc là ăn đồ chiên, đồ nướng đều được hết nhá. Nó rất là sạch sẽ. Đấy, không cần phải dùng tay. Nó mất vệ sinh. Nên mã giúp cho em đó là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả này. Xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp này 10 cái luôn. Tính ra vào chỉ có 5.000 một cái thôi. Xiên hoa quả các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này nó là cái bộ bấm móng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, bộ ba móng. Lên cho em là bộ ba móng Đức này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy. Đây, đấy, hai hình người đây. Và nó sẽ có cho các bác là combo bao gồm ba cái này. Đấy, ba chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Ba cái như này, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 100k thôi. Tất cả đều có cái mài như này hết nhá, đều có cái mài như này hết và có cái phần xanh này để cho các bác đỡ cái móng tay khi mà mình cắt ra này. Đấy, cắt ra thì mình đỡ vào đây, rất là tiện ích luôn. Con này thì nó chuyên để cắt khóe nhá. Đấy, các cái khóe tay khóe chân nó khó luôn và thì các bác dùng cái này chưa. Đấy, để mình đưa vào các cái khóe như này. Đó, đưa vào cái khóe này rất là tiện luôn. Đó, thì nó sẽ có 3 mã cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là bấm móng nhỏ này, đấy, bấm khóe và bấm móng to. Đấy, 3 sản phẩm như này và giá chỉ 100.000 thôi. Đấy, tính ra các bác mua chỉ mất hơn 30.000 cho một cái bấm móng như này mà đựng trong cái hộp rất là xịn sò, thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà được. Đấy, hàng của Đức các bác biết rồi. Đó, rất là ngon luôn. Thì lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức, giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Bộ ba móng Đức này. Bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ ba móng Đức như này, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác kia
bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy. Cũng hàng của thương hiệu Willing của Đức luôn, hai hình người đây, hai người đây con này. Đấy. Bộ 5 đĩa tròn giá sẽ là 120.000 cho một cái bộ 5 đĩa như này. Đấy. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây. Đấy, 5 cái đĩa như này. Bao gồm cho các bác là cái to nhất thì nó vào khoảng là 24 cm. To nhất vào khoảng là 24-25 cm nhá. Đấy, và cái nhỏ nhất thì cũng khoảng 15-16 cm. Đấy, rất là to như này. Bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái đĩa như này con này. 5 cái đĩa rất là đẹp. Khá là dày dẫn luôn. Rất là dày dẫn nhá. Thì các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín, đựng hoa quả rồi chế biến lẩu liếc. Đấy, các món ăn rất là ok. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Giá chỉ có 120.000 thôi. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này. Đó, giá khá là hợp lý cho các bác nhé. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái các bác. Các bác lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem nhé. Cái bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả lưỡi kem luôn. Đấy. Cả lưỡi cả kem như này các bác. Đấy, cả lưỡi cả kem như này. Đấy, thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhé. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, lưỡi sẽ có cho các bác vào khoảng là 30 đến 35 lưỡi, hàng tùy theo lô, có lô 30, có lô 35 nhá. Đấy. Và một bàn cạo này. Đấy. Một bàn cạo và một lọ kem. Đó, một bàn cạo, một lọ kem như này thì về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Và giá sẽ là 60.000 các bạn, 60.000. Đấy. Về nhà thì các bác lấy lưỡi ra cho em. Đấy. Đây là cái vỉ lưỡi này, về nhà các bác bóc ra, sau đó thì mình lấy lưỡi ra mình lắp vào bàn là xong. Đó. Và lắp thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác để ý một chút là lắp được thôi. Đây, các bác nhá. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lưỡi kép như này các bác này. Đấy, hai lưỡi kép sáng bóng đẹp chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ bao gồm là cả kem cả lưỡi như này mà 30 lưỡi thì tính ra các bác mua chỉ có mất 2.000 một lưỡi thôi. Tính ra và chỉ có 2.000 một lưỡi thôi. 32 là 6. Đấy, mua mất có 2.000 một lưỡi, còn lại là các bác lời không cả một cái bàn cạo với một lọ kem như này nhá. Đấy, một bàn cạo một lọ kem như này nữa. Thì các bác lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá chỉ có cho các bác là bộ lưỡi kem này giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc sạc nhanh cho điện thoại nhá, nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá, loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k.
và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm, đó là cái Vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhé. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5. Và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó, loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá, 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany con này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhé, tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này,
cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước riếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là Con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành đầy đà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello các bác nhá. Nay thì bên shop về cho các bác cái lô đồng hồ các bác nhá. Đồng hồ thì bên em có một số mã đây. Thì em sẽ lên video chi tiết để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 các bác cộng thêm cho em
30.000 ship nữa các bác nhá. Đấy, em lên cho các bác một số cái mã đồng hồ của bên em. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đồng hồ của thương hiệu Rolex hết rồi à? Rolex còn không? Đây còn con đây. Hết rồi à? Đây rồi. Đấy thì đồng hồ của thương hiệu Rolex các bác nhá. Đây đồng hồ của thương hiệu Rolex này. Đấy, Rolex mặt màu đen cực kỳ là đẹp luôn. Mặt màu đen có đính đá màu trắng nhá, có đính đá màu trắng rất là đẹp. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 và bao ship cho con đồng hồ Rolex như này. Đây các bác này. Đó, có thứ nhất là có đồng hồ chạy bình thường nhá. Thứ hai là có lịch nhá, có lịch. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì lưu ý các bác là đây là đồng hồ pin nhá, chứ không phải đồng hồ cơ. Đấy, đồng hồ này là đồng hồ pin thôi, chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Và hàng thì của thương hiệu Rolex các bác này. Đấy, Rolex đây. Rất đẹp luôn, rất tuyệt vời nhá. Đeo vào thì các bác cảm nhận được cái độ đẹp của nó này. Đấy, chấm hết luôn. Đấy, rất chất lượng. Và con này thì các bác lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá của nó sẽ là 300k và bên em sẽ bao ship. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra đồng hồ chạy bình thường thì thanh toán giúp cho em nhá. Đấy. Lên cho em là đồng hồ Rolex này. Đó. Đồng hồ Rolex nhá. Rolex giá của nó sẽ là 300k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 300.000 bao ship cho con đồng hồ Rolex như này. Đấy, các bác có thể chụp màn hình lại kết bạn Zalo hoặc là đặt hàng trực tiếp cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ Longines. Con Longines này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy. Mặt thì màu trắng, bo viền vàng và cũng có đính các cái hạt đá nhỏ rất là đẹp luôn. Hàng thì của thương hiệu Longines của Nhật các bác nhá. Đấy. Longines thì các bác biết rồi, nó là một trong những thương hiệu đồng nổi tiếng luôn. Đấy, và cũng là đồng hồ chạy bằng pin nhá, chạy pin. Nó cũng có lịch liếc đàng hoàng. Mặt to đẹp, số rất to rõ ràng. Con này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn đây các bác này. Đó, rất đẹp các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đây, đeo vào thì cảm giác nó rất là nịnh tay luôn các bác nhá. Rất nịnh tay luôn. Rất đẹp. Màu bạc và có đi một cái đường viền màu vàng ở giữa như này. Cái có chạy một cái đường chỉ màu vàng ở giữa như này. Tạo cái điểm nhấn nhá, mình đeo vào nó rất là sang trọng không nhá. Rất là sang chảnh luôn. Đó, giá thì chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho một con đồng hồ Longines như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines. Đồng hồ Longines giá sẽ là 250.000. Đó. Đồng hồ Longines này. Lên cho em đồng hồ Longines nhá. Longines giá sẽ là 250k cho con đồng hồ Longines nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái đồng hồ tiếp theo, đó là cái con đồng hồ hàng của thương hiệu SK nhá. Đồng hồ của thương hiệu SK đây. Đấy. Con này thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ SK. Có lên cho em là đồng hồ SK 260.000 nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có cho các bác là cả cái nấc điều chỉnh để các bác lấy cái khung giờ đây các bác này. Đây. Đấy, cái viền này em xoay, nó đang xoay này các bác này. Rất là hay luôn nhá. Đấy, lấy cái khung giờ như nào đấy thì cái này tùy các bác điều chỉnh thôi. Các bác có thể lên mạng để mình ngâm cứu thêm nhá. Đó, ngoài ra thì con này ưu điểm của nó là có cả lịch này. Có cả lịch và có cả ngày luôn, cả thứ luôn nhá. Đấy. Hàng thì cũng là hàng của Nhật luôn nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng thì của thương hiệu Orin và tên mã của nó là mã SK nhá. Thì lên cho em là đồng hồ SK. Đấy, đồng hồ SK hàng của Orin. Đấy, và giá thì sẽ là 260.000 nhá, 260.000. Đó, lên cho em là đồng hồ Orin này. Đó, đồng hồ Orin. Giá của nó sẽ là xin lỗi các bác là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Giá sẽ là 260k. Đó. Tên mã sản phẩm của nó là mã đồng hồ SK 260.000. Đấy thì có 3 mẫu, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Rolex này, Longines và SK. Rolex, Longines, SK, 3 mẫu như này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Rồi ok. Nay bên shop về cho các bác một số cái mẫu đồ da bò siêu đẹp cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Hàng Mỹ và hàng của Ý nhá. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái mũ da bò các bác này, mũ da bò. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Ý các bác nhá, hàng của Ý này. Đó, đây. Hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn, made in Italy các bác này. Đó, made in Italy nhá các bác nhá. Hàng này thì hàng của nó sẽ là của thương hiệu Gucci này. Made in Italy cho các bác luôn. Đó, và con này thì đội cực kỳ là ôm form và đẹp luôn. Và cái phần đinh chốt này của nó bằng đồng, các bác có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo cái cữ đầu của mình như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cái cữ như này để các bác tùy chỉnh nhá. Đó. Con này thì đội thì cực kỳ là lên form lên dáng và rất là đẹp luôn. Bên shop có hai màu.
có màu màu đen và màu nâu như này, có màu đen màu nâu nhá. Đấy, có màu đen màu nâu. Đó, màu này là màu đen này, màu này màu nâu này. Tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Gucci, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó, từ những cái đường kim mũi chỉ của nó cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là đẹp. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Rất là ôm form, ôm dáng và đẹp luôn. Đây em sẽ đội thử cho các bác. Đây. Đấy, con mũ rất là ôm form, ôm dáng luôn nhá, rất là đẹp. Con này thì các bác có thể đội để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, nói chung là đi đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đó. Cái phần vành của nó khá là rộng luôn thì có thể che nắng, che mưa khá là tốt nhá. Đó, một con mũ như này. Ôm form, ôm dáng rất là đẹp luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là hai màu. Một màu là màu đen và một màu là màu nâu như này nhá. Hai màu, một màu đen một màu nâu như này. Các bác lên cho em là mũ da bò nhá, mũ da bò. Đó, hàng rất đẹp luôn, hàng của Ý, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một con mũ da bò như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, đây các bác xem này. Đội nó ôm form, ôm dáng rất là đẹp luôn. Và các bác có thể tùy chỉnh theo cái cỡ đầu của mình nhá. Đấy. Lên mã tiếp theo là mũ da bò, giá sẽ là 350.000. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, lên cho em là mũ da bò nhá. Các bác lên cho em là mũ da bò này, mũ da bò. Đấy, mũ da bò. Giá của nó sẽ là 350k nhá, 350k và bao ship cho một cái mũ da bò này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái túi vuông nhá. Các bác lên cho em là túi vuông. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này. Đấy, nó sẽ có cả quai đeo, cả quai sách luôn. Có cả quai đeo, cả quai sách nhá. Đấy, nó sẽ có một cái ngăn to như này. Đây, quai đeo qua này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên đây. Đấy, 100% là da bò tự nhiên hết các bác này. Da bò tự nhiên nguyên miếng hết, rất là chất lượng cho bác luôn. Đầu khuy, đầu khóa này, các cái loại quai đeo này đều bằng đồng hết nhá. Có thể co ra giãn vào đều được hết. Đấy, khuy đeo bằng đồng, rất chất lượng cho bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng không nhá. Đấy, hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Nó sẽ có là một ngăn bên ngoài này, tiếp theo là một ngăn giữa này. Đấy, ngăn giữa thì nó sẽ có hai ngăn, một ngăn thường và một ngăn có khóa này, và hai ngăn ở mặt đằng trước nữa, hai ngăn mặt đằng trước như này. Nói chung là khá là nhiều ngăn luôn. Hàng may đo thì cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là nhiều ngăn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn. Chỉ có 180.000 cho một cái túi da bò thật như này thôi. Chiều cao của nó là 25, chiều rộng 20 nhá. Hàng này là 100% là da bò thật nhá. Đây. Đấy, để em sẽ cạo cho các xem. Đây. Đấy, lấy cái miếng sắt này. Lấy cái miếng đồng này, em cạo này. Không hề có một dấu hiệu gì xây xước hay là cong vênh hay là bong chốc gì nhá. Đấy, da bò thật thì nó sẽ như vậy, còn nếu các bác dùng cái da bò đều là nó sẽ bong chốc ngay các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em cái mẫu này, nó sẽ là túi vuông nhá, túi vuông. Đấy, lên cho em là túi vuông có màu đen và màu nâu nhá, túi vuông này. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho một cái túi vuông như này. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu, màu đen màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi chéo nhá. Đấy, nó sẽ là cái dòng túi chéo như này. Túi này thì các bác chuyên dùng để mình đeo chéo này. Quai của nó khá là to luôn và các bác có thể đeo chéo nhá. Nó sẽ có đầu tiên cho các bác là một cái ngăn ở đằng một ngăn chính ở giữa này. Đấy, đây sẽ là cái ngăn chính ở giữa này. Ngăn chính ở giữa nhá. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn phụ ở bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài. Đó, và một cái ngăn bé ở bên mặt đằng trước này nữa. Một ngăn bé mặt đằng trước nữa nhá. Đó. Và một ngăn phụ nữa đằng sau. Tất cả khóa này đều bằng đồng hết nhá. Khóa đều bằng đồng hết. Cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là túi chéo nhá, túi chéo. Giá sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này. Đó, 140.000 cho một con túi chéo như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là túi chéo, giá sẽ là 140k. Đó, túi chéo này. Túi chéo giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái mã túi chéo này. Và nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đeo hông này. Đây, nó sẽ là một con túi đeo hông như này. Quai của nó cũng khá là to luôn nhá, khá to và dày dẫn chắc chắn. Và có cái đai như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào như này là xong. Đó, đây. Phần dây quai kiếc của nó này các bác này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tất
và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác nhá. Đấy. Có ngăn to, ngăn nhỏ, ngăn lớn, ngăn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để mình đeo hông đằng trước nhá. Đeo hông đằng trước rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Các bác lên cho em là túi hông, giá sẽ là 130.000 nhá. Có màu nâu và màu đen nhá. Đó. Lên cho em là túi hông này. Túi hông, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Thì đó là cái lô túi da bò hàng của Ý nhá. Đấy, túi da bò hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đấy, thì nó sẽ có là đầu tiên là túi vuông nhá. Túi vuông là 180.000 các bác này. Đấy, con này là túi vuông 180.000. Con này là túi chéo này. Đấy, túi chéo thì giá của nó sẽ là 140.000. Và túi hông, con này thì các bác dùng để đeo hông nhá. Đeo hông, đeo bụng đấy. Đấy, các bác lên xem là túi hông cũng được mà túi đeo bụng được. Túi đeo bụng giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ. Đây. Đấy, thì nó sẽ có hai màu cho các bác. Đó là màu màu đen và màu nâu nhá. Cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đây, mặt của nó thì cơ bản nó là như này. Đấy, còn nó có thể thay đổi tùy theo lô nhá, tùy theo lô. Thì cái mặt này nó có thể thay đổi các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Mặt tráng gương cực kỳ đẹp và đúc liền hết này. Mặt tráng gương đúc liền, thép không gì nhá. Đấy, và chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau. Đấy, hai con thôi nhưng đã có độ dài ngắn khác nhau rồi. Đây, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên các nhá. Đây, hàng made in USA đây. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhá, từ 1m1 đến 1m3. Đây. Đấy, em chỉ cần đo hai cái này thôi này, bao đầu bằng nhau này. Đấy, và cái đuôi của nó đã có cái dấu hiệu khác nhau rồi. Đấy, lệch nhau các nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ này. Đây thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Đây, made in USA nhá, made in USA này. Đó. Con này thì nó sẽ là dòng mặt đúc liền và con lăn rất là chắc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy con lăn này vào là ok. Đấy, khi nó căng ra thì nó lại theo cái chiều siết con lăn này vào, cho nên là không bao giờ bị tuột các bác nhá, không bao giờ bị tuột. Đó, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho một cái thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Đó. Lên cho em là thắt lưng da bò này. Đó. Thắt lưng này. Thắt lưng da bò, giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con thắt lưng da bò như này. Đấy, sẽ là rất là đẹp luôn và có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn này. Có màu đen và màu nâu, tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, màu đen và màu nâu da bò nhá. Nó rất là đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví da bò nhá. Ví da bò thì bên shop về nó cũng có hai màu, có màu đen, có màu nâu, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Đấy, cũng là hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên luôn. Đấy, từ cái đường kim, mũi chỉ, đường may, đường khâu cực kỳ là chi tiết luôn này con này. Đấy. Hàng này em bao các bác về các bác đốt thoải mái luôn, test thử thoải mái, lấy bật lửa ra hơ thoải mái luôn nhá. Các bác hơ trên cái bề mặt da như này nhá, mà da không bị xém là ok. Còn các bác hơ vào cái phần chỉ này thì nó cháy là chuyện bình thường. Đó. Thì hàng của nó sẽ thiết kế siêu mỏng, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị cạnh túi nhá. Đấy, có một ngăn khóa để các bác để các giấy tờ cần thiết, một ngăn, hai ngăn phụ nữa này. Và các cái ngăn để các bác để thẻ này, để ví, để giấy tờ này. Đấy, những ngăn này đều là ngăn thật hết nhá. Và máy cách chứ không phải là liền nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Lên cho em là ví da bò, giá sẽ là 120.000. Ví da bò này sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho cái ví da bò như này. Đó. Lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Đó. Các bác lên cho em là ví da bò. Ví da bò giá sẽ là 120.000. 120.000 cho một chiếc ví da bò như này. Đó. Tiếp theo thì một cái mặt hàng của Mỹ đó là mũ lính Mỹ các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ lính Mỹ. Con này thì giá chỉ có 150.000 thôi. Con này thì các bác biết rồi, bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Con này đội vào thì cực kỳ là ôm đầu và đẹp luôn. Đây. Đấy, để em test thử sản phẩm cho các bác xem nhá. Đây. Đây qua đây. Đấy. Thoải mái luôn các bác nhá. Thoải mái luôn. Thoải mái luôn các bác này.
Đây, các bác xem em đập rất là mạnh tay luôn nhá. Đập rất là mạnh tay luôn đây con. Đập rất là mạnh tay luôn. Không hề có hề hấn gì luôn các bác nhá. Đấy, không hề có một cái hề hấn gì luôn. Đó, rất là ngon lành. Hàng của Mỹ US các bác này. Công ty này thì nó chuyên sản xuất cho đồ của quân đội nhá. Đấy, đây. American các bác này, American này. Đó, hàng của Mỹ nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là mũ lưới. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó. Các bác lên cho em là mũ lưới này, mũ lưới. Giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, có phần quai đeo các thứ này và có cả điều chỉnh các bác nhá. Đấy, đây. Ở trong này nó sẽ có các cái phần để cho các bác quai đeo và điều chỉnh cái mức độ vừa của đầu mình nhá. Đấy, theo cái size đầu của mình. Rất là ok luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cành đào nhá. Và giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 150.000 thôi. Lên theo là mũ lưới giá sẽ là 150k. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến là các bác không nhận hàng thì nó rất là mất công. Đấy, cho nên là các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nếu mà bác nào lấy dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi tam giác nhé. Chổi tam giác thì khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chi tiết như này. Một thân chổi này, một thân chổi thì con này các bác có thể xoáy vào đây chưa? Đấy, xoáy vào đây nhá. Đấy, xoáy vào đây để cho nó dài ra. Còn khi gửi thì bên em sẽ tháo rời ra. Đấy, và các bác lắp vào cho em. Thì tổng chiều dài của nó sẽ vào khoảng là 1m3 nhá. Và khi vắt thì các bác cho xà bông vào đây. Cho xà bông vào đây vừa giặt rửa vừa vắt thì nó sẽ rất là mềm và rất dễ vắt hơn rất là nhiều so với việc là mình vắt khô như này. Đấy, kéo này chưa? Đấy, thì khi mà các bác kéo vào thì nó sẽ xoắn vào như này. Xoắn vào này là nó sẽ tự vắt luôn các nhá. Tự vắt luôn. Đấy, các bác kéo này cho em này. Đấy, kéo đều tay như này. Kéo đều tay này nó sẽ vắt vào như này. Đấy. Thì lên mã giúp cho em là chổi tự vắt. Đấy, con này thì nó sẽ xoay cho các bác là 360 độ được luôn. Xoay 360 độ để đưa hết vào các cái ngóc ngách nhá. Vừa để giặt vừa để vệ sinh rất là tiện ích. Đấy, và các bác có thể là sử dụng rất là vừa vặn cho gia đình nhà mình. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi tự vắt như này. Giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt nhá. Chổi tự vắt giá sẽ là 100k. Đấy. Chổi tự vắt này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100k một em, 100.000 một em nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm đầy đủ cho bác luôn, cả dây, cả vòi xịt và cả giá đỡ như này nhá. Dây, vòi xịt, giá đỡ ốc ác đầy đủ luôn. Hàng thì của thương hiệu Osaka Japan này, Osaka Japan. Con này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi, giới thiệu qua cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Lên mã giúp em là bộ dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 100k một bộ như này nhá. Dây dài khoảng 1m2 đây. Đấy, cả dây cả vòi xịt luôn, đóng ngắt tự động nhá. Tất cả đều bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, su 304 đấy các bác này. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cái bộ dây vòi xịt vệ sinh thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu đầu hàng của thương hiệu Clear của Thái nhá. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan các bác này. Đấy, Thái Lan đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear này thôi. Lên cho em là dầu gội đầu Clear, giá sẽ là 80k một lọ nhá. 80k một lọ. Dòng này thì nam nữ đều dùng được hết nhá. Nam nữ, lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Giá sẽ là 80.000. 80.000 cho một lọ như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Đấy. Nó sẽ là một con dòng ô cực kỳ là tiện ích như này. Đấy, khi các bác giả ra thì mình có cái nút bấm ở đây nhá. Khi giả ra giả vào thì đều phải sử dụng nút bấm hết nhá. Đấy, đây các bạn. Đấy. Khi giả ra thì nó sẽ là một cái dòng ô như này. Đường kính của nó là khoảng 1m nhá. Vải của nó thì thuộc cái dòng là vải nước đổ đầu vịt, cho nên khi bác sử dụng thì nó sẽ rất là nhanh khô và nó sẽ trơn đi luôn. Khi cho xuống thì các bác bắt buộc phải bấm như này nó mới xuống nhá. Chứ còn bình thường nếu các bác dùng mà các bác không bấm là nó không xuống đâu. Đó, mình chỉ cần bấm nó tụt xuống là mình đẩy vào thôi. Còn khi mở ra thì bấm này này. Đấy, mở này thì sẽ ra này. Đấy, còn khi cho vào thì các bác ấn cái này cho em. Đấy, tức là cho ra cho vào đều phải ấn hết nhá. Đấy, còn nếu các bác sử dụng mà không cho ra cho vào mà không ấn là không được đâu. Đó, và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái con ô Nhật tự động như này, giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, con này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó rất là tiện ích. Ví dụ như là các bác dùng để mình trên ô tô này hoặc đi xe đi cộ này mà các bác muốn cho lên thì cần chỉ bấm phát là nó lên thôi. Bấm một tay là nó đã bật lên rồi. Bình thường nếu các bác dùng là phải mất hai tay để đẩy lên thì nó rất là mất công. Nhưng mà con này thì rất là tiện. Vải của nó thì vải nước đổ đầu vịt này,
màu thì rất là sạch sẽ và đẹp. Nan thì thuộc dòng là nan kép nhé, nan kép cực kỳ bền bỉ và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ô Nhật tự động nhé, ô Nhật tự động. Giá sẽ là 80k, ô dù Nhật 80k trong cái ô dù Nhật như này, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Con này thì các bác chuyên để dùng vệ sinh giày dép đều ok hết này. Đấy, vệ sinh giày dép hoặc là bàn đồ kính đồ kia các bác lau cho em rất là sạch luôn. Đó thì các bác chuyên dùng để lau giày rồi là ok. Còn ngoài ra các bác có thể dùng để lau những cái thứ khác cũng được. Đó, giá thì sẽ là 20k trên bịch như này và mua 3 bịch sẽ là 50.000. Lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Các bác dùng để mình vệ sinh, lau giày, lau dép, một bịch thì của nó là 30 chiếc. Đấy, thi thoảng các bác lại lau đi cho em, đi hoặc đi đâu ra ngoài về mình lau đi. Rất là sạch sẽ, các bác không cần phải giặt. Giặt thì nó rất là nhanh hỏng giày nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp kem như này. Một hộp kem, một bàn cạo, một hộp kem, một bàn cạo và có cho các bác là khoảng 30 lưỡi như này. Lưỡi của nó sẽ là lưỡi kép như này, thì các bác có thể dùng để mình lắp vào cái bàn cạo này, có sẵn bàn cạo cho các bác luôn và một cái hộp kem như này để các bác bôi cho nó khỏi rát nhá. Đó, để mình cạo cho nó trơn và bôi cho khỏi rát. Thì combo cho các bác cả lưỡi bao gồm là 30 lưỡi, một bàn cạo, 30 lưỡi và một cái lọ kem như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60.000 thôi. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trong cái bộ lưỡi kem như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini. Thì đây nó sẽ là một con bếp mini như này, rất là nhỏ gọn. Thì các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đấy. Đi học, đi làm, đi chơi, đi công tác, đi du lịch, đi phượt đều được hết nhá. Hàng của Nhật rất chất lượng các bạn. Chỉ cần mở ra như này thôi. Đó, đây là cái miệng bên trên này. Các bác có thể là dùng đánh lửa tự động lắp vào các cái bình ga Việt Nam mình đều phù hợp hết. Các phần kết nối đều bằng đồng như này. Đấy, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này, các bác mở chân ra cho em. Thì nó cực kỳ là vững chãi luôn. Đấy, nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bếp ga mini này. Thì con này dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác dùng thì rất là tiện ích luôn để mình đi du lịch này, đi học, đi làm hoặc là các bác đi câu, đi kẹo mà muốn tranh thủ được con cá đưa lên mình hấp thì mình chỉ cần mang cái song đi thôi là có luôn. Đấy, đây, như này rất là tiện này. Bếp ga mini, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái điện thoại một SIM, hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đấy. Thì combo đầy đủ cho bác luôn, một điện thoại như này, kèm một pin và một cục sạc nữa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con điện thoại như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là đi 150.000, 150.000 nhá. Đấy, một củ sạc này, một điện thoại và một pin luôn. Đó, một củ sạc, một điện thoại, một pin như này. Đấy, combo cho các bác luôn đầy đủ. Mới tinh, nguyên đai nguyên kiện nhá. Hàng của thương hiệu Nokia đây. Đấy, hàng Nokia, nguyên đai nguyên kiện như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Giá rất hợp lý luôn các bạn. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá. Một pin, một củ sạc và một điện thoại này. Đấy, combo cho bác luôn. Đầy đủ, hàng nguyên đai nguyên kiện. Đấy, còn nguyên trong bao bì như này nhá, Nokia này. Đấy, lên cho em là điện thoại một SIM. Điện thoại một SIM giá sẽ là 150k thôi, 150.000. Đấy, chả đi đâu mà các bác ra cửa hàng mà đòi mua được cái điện thoại Nokia 150.000 như này cả. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips nhá. Hàng thương hiệu Philips. Đấy, công suất của nó là 3.000W. Đấy, có lô thì là 2.800, có lô thì 3.000W. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con máy sấy tóc này thôi. Con này thì bên em bán cả nghìn con rồi. Đấy, hàng thì dây khá là dài luôn nhá. Dây cũng khá là dài luôn. Các bác dùng để mình sấy tóc rất là ok. Hàng của thương hiệu Philips, sử dụng điện 220V. Và giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành. Lên cho em là sấy tóc nhá. Sấy tóc này. Đó, sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130k. Điện 220V. Và công suất của nó là 3.000W nhá. 3.000W, điện 220V. Lên cho em là máy sấy tóc Philips. Rồi ok. Hello, vâng, lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó, thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này.
LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50 cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần cái lồng này, đấy cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí deco ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1m nhá. Và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1m luôn. Đấy, dây sống vào 1m và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1m. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy, rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này.
Đây các bác này, đấy, nháy lên nháy xuống rất nhiều chế độ luôn các bác nhá, rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các bác nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các bác nhá. Có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho các bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con led ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó, thì các bác lên cho em là led ngọc nhá, led ngọc. Con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi led ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này. Và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhưng rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con led ngọc như này thôi. Lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này, rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, led 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này rồi, nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mãi hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các cái mã hàng bên em nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Rất là hoan hỉ các bác nhá. Đó. Giá cả hợp lý và bán cho các bác cũng chương trình rất là tốt luôn. Chỉ có từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy xay khô nhá. Con này nó sẽ là một cái dòng máy cực kỳ là hiện đại luôn. Đó, các bác có thể dùng để xay ngũ cốc này, xay các loại hạt, xay cà phê, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và con này các bác chỉ dùng khô được thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đó, đây, cái hàng sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, sử dụng điện 220V thì công suất của nó là 250W, dòng 50Hz, các bác có thể dùng để xay các loại hạt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là
máy xay khô giá sẽ là 120.000. Máy xay khô này giá sẽ là 120k một chiếc nhá. 120.000 cho con máy xay khô như này. Tiếp theo thì con này thì cái công tắc đóng ngắt nó sẽ ở đây này. Để các bác đậy nắp vào, sau đó thì mình nhấp vào đây là máy sẽ chạy này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này. Đấy, American. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ly như này, một cái ly như này. Bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện này, bên trong inox 304. Dung tích của nó sẽ là 600ml. Một ngày các bác cứ uống cho em khoảng từ 3 đến 4 ly này là xong. Đây, 600ml các bác này. Một ngày thì các bác cứ uống cho em khoảng 3 đến 4 ly này là ok. Ở đây thì nó sẽ có nắp có gioăng nhá, nắp có gioăng và có nắp đậy như này. Các bác có thể mang đi học đi làm cũng đều ok hết. Hoặc nếu bình thường nếu các bác không muốn dùng cái phần nắp này thì các bác mở ra mình làm một cái cốc uống trực tiếp như này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút bằng inox rất là vệ sinh sạch sẽ nhá. Đấy, lên cho em là ly giữ nhiệt giá sẽ là 70 à. Con lên cho em là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một cái ly giữ nhiệt như này, 70.000 cho một cái ly giữ nhiệt như này các bác nhá. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Một con ly giữ nhiệt đẹp, chất lượng và giá thì cũng rất là hạt rẻ để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Tiếp theo thì bên shop lên cho các bác cái bảng tự xóa nhá. Có lên theo là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một cái bảng như này. Đấy, và kèm cho các bác một cái bút như này luôn, một cái bút như này. Đó, về nhà thì các bác mở cho em cái phần khóa bên này ra. Đây nó sẽ có cái lẫy khóa, các bác mở cái khóa này ra cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể tha hồ viết lách cho trẻ em, viết lách tô vẽ đầy đủ các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy, không dùng nữa thì mình lại ấn cái nút xóa này, sẽ xóa đi này. Các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn là hàng Nhật bãi này. Đó. Cái này thì các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k cho một con bảng tô như này thôi. 50.000 cho một con bảng tô như này, rất tiện luôn. Đó, các bác có thể sử dụng để mình cho các em nó tô vẽ này, hoặc các bác làm bên kỹ sư này, bên thiết kế này. Đấy, các bác có thể là và vạch các cái ý tưởng ở đây, sau đó thì mình không dùng nữa mình lại xóa đi, nó cũng rất là tiện ích. Lên mã giúp cho em là bảng tô nhá, giá sẽ là 50k cho cái bảng tô như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Đấy, nó sẽ là một con ấm rất là tiện ích như này. Lên mã cho em là ấm mặt trời, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay gắp như này này. Đấy, một cái hũ đựng trà này, một hũ đựng trà như này nhá. Tiếp theo là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay như này nhá, không quá to không quá nhỏ, các bác pha trà thì từ 3 5 người uống cũng ok. Đó, và nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này, 6 cái chén nhá. Đất thì nó sẽ là dòng đất nung của Nhật nhá. Đấy, một cái khay như này, một khay bằng nhựa này. Tiếp theo là một cái khay bằng tre này. Đấy, khay bằng tre này để các bác úp cốc úp chén lên này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Và một cái hũ pha chè như này, kèm một cái khay gắp như này. Đó, chọn bộ sản phẩm như này. Bao gồm cho các bác là 6 chén này, một hũ đựng chè này. Hũ này các bác pha vào cái chuyên này thì được khoảng 4 5 chuyên nhá. Đó. Thì các bác hết các bác lại cho vào cho em. Và thêm cho các bác là một cái khăn như này nữa, một khăn lau như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Và đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời giá của nó sẽ là 140.000, ấm mặt trời này. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có hơn 100 cành cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Rất là đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận. Nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng pin nhá, có sẵn pin bên trong rồi. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, có kèm cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm sạc vào. Và có một cái hộp bút đây, có hộp bút thì về nhà các bác đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em. Đấy, hộp bút này thì nó vừa đặt vào đây, nó vừa là giữ cho cái này nó vừa chắc chắn này, và nó cũng là để các bác đựng bút sách luôn. Đấy, cho bút vào đây cho em, rất là tiện này. Bật lên này các bác này. Đấy, có cái công tắc ở đằng sau đây. Đấy, các bác chỉ cần là nhấn lên này cho em là xong. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận nhá. Con này nó hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là ok thôi. Đó, con này nó để lâu nó hết pin các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, thì combo sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả cáp sạc luôn. Đây, để em thử con khác xem. Cả đèn cả cáp sạc luôn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành cho một cái đèn này thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Cái này thì hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó sẽ hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây các bác này. Đấy, cũng khá là sáng luôn. Có ánh sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Đó. Đây. Đấy, sáng mạnh sáng yếu đầy đủ cho các bác luôn. Và nó có nút cảm biến đây, các bác chỉ cần chạm tay này nó sẽ lên này. Đấy, rất là hiện đại và tiện ích nhá. Đấy,
Thì con này công suất của nó là 10W nhá. Công suất của nó là 10W và giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, con này công suất là 10W. Các bác có thể dùng để làm đèn học này, đèn ngủ này. Đấy, hoặc là decor trang trí cũng rất là ok, nói chung là cho vào đâu cũng được, cũng rất là hợp lý thôi. Và giá thì chỉ có cho các bác là cho con này ra cắm sạc. Giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn học nhá, đèn học này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy, 100.000 thôi. Công suất của nó là đây. Đấy. 10W này, sử dụng điện của nó là cắm sạc nhá, cắm sạc rất là ok luôn. Giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một con dòng dao thái như này và nó sẽ có cho các bác là một cái lỗ đây các bạn. Đấy, lỗ này để các bác treo. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 120 con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? Đây, dao thì rất là bén luôn con này. Đấy, dao rất là bén luôn con nhá. Đấy. Con này thì con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? 125.000 các bác nhá, 125.000. Dao thì siêu bén luôn các bạn. Đây, rất bén luôn con này. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn. Hàng của Nhật đây. Made in Japan các bác nhá. Đó. Con này thì các bác dùng thái và băm nhẹ, băm thịt, băm thiếc, băm thịt nạc, băm nhẹ rất là ok. Đó, nó nặng khoảng 2 lạng gì đấy các bác nhá. Đó, cán liền thân như này. Dao thì phải nói là rất là bén rồi con này. Đấy, rất là bén rồi. Đó, giá sẽ là 125k cho con dao thái lỗ như này. Đấy, lên mã giúp cho em là dao thái lỗ nhá. Dao thái lỗ, giá sẽ là 125.000. Đấy, dao thái lỗ này. Dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 125k nhá. 125k cho con dao thái lỗ như này. Con này thì khá là vừa xinh và tiện ích cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn là mini nhá. Bàn là mini thì đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này. Đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Đấy, con này thì có điều chỉnh tăng giảm áp này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi như này. Một cái tay cầm thì nó để đựng nước vào đây luôn. Các bác cho nước vào đây cho em. Đấy, cái đầu này để các bác tháo ra này, cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, và khi sử dụng thì các bác nhấp cái lẫy này là nước nó sẽ xịt ra đây này. Đấy, mâm của nó là mâm gang khá dày dẫn luôn và độ nóng rất là nhanh và có điều chỉnh luôn. Và có thể cho xuống như này. Cho xuống như này thì các bác có thể gấp gọn để mình mang đi du lịch, đi công tác cũng rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là mini này, bàn là hơi nước nhá, hơi nước mini, giá sẽ là 135k nhá, 135k cho con bàn là hơi nước mini các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng tròn nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cặp lồng tròn. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là một con cặp lồng như này và có 2 tầng nhá, có 2 tầng. Đấy, thì mỗi tầng của nó sẽ là một cái bát luôn, một cái bát như này. Đấy, khi tháo rời ra nó sẽ là một cái bát như này. Nó sẽ là bằng một con bát inox cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok, hoặc mang đồ ăn đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, khi các bác cho vào thì mình chỉ cần trồng cái này, sau đó thì sập lẫy vào trên là xong. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Và trên này thì nó có rong luôn nhá. Các bác có thể đựng canh, đựng riêu thoải mái. Đấy, bên dưới thì mình đựng cơm, đựng thực phẩm, thức ăn. Bên trên thì mình đựng canh. Và đây nó sẽ có cái nắp để mình xả hơi này. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá thì siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Cặp lồng tròn. Đấy, cặp lồng tròn giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45k cái cặp lồng tròn như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình mang cơm đi học, đi chơi, đi làm, hoặc là các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Để bỏ tủ lạnh mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, hàng bằng inox 304. Giá thì chỉ có 45k cái cặp lồng tròn như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá, bình tưới cây. Thì các bác lên xem là hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây thì nó sẽ làm con hồ lô như này. Các bác dùng để mình tưới cây. Thì bên em còn một ít cái dòng của Việt Nam, Hàn Quốc nữa. Dòng Việt Nam, Hàn Quốc này thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 80.000 thôi. 80.000 cho con Việt Nam, Hàn Quốc như này. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Nhật này. Đấy, con hàng của Nhật này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hai hàng thì đều như nhau nhưng một hàng là liên danh. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng liên danh giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhá. Đấy, thì con này giá sẽ là 80.000, bán thanh lý nốt cho các bác xả lỗ luôn. Còn con này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Đấy, tất cả đều là có điều chỉnh full này, rồi có cả van xả hơi này, van xả hơi rồi có lẫy khóa này. Đấy, nói chung là rất là ngon lành luôn. Lên cho em là hồ lô tưới cây nhá. Cái con của Việt Nam này thì thanh lý nốt cho bác giá 80k một chiếc. Còn con của Hàn Quốc này thì bên shop cũng vẫn đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hồ lô tưới cây. Đó, hồ lô tưới cây.
lên cho em là hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Đấy, con của Nhật là 120k nhá, còn con của Hàn Quốc là Thanh Lý nốt cho bác với giá là 80.000. Đó. Thì em chỉ còn 3-4 con của Việt Nam này thôi, Thanh Lý nốt cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, nó sẽ là một con tô vít đen như này. Đấy, và kèm cho các bác là một con tô vít này và 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. 6 cây vít 12 đầu khác nhau. Các bác chỉ cần lắp vào này cho là xong này. Đấy. Thì các bác dùng để xoáy này. Xoáy trợ lực rất là tốt luôn. Đó, xoáy thì trợ lực rất là tốt nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực. Một con tô vít đen trợ lực như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Đấy, thì các bác sẽ có cho các bác là 12 đầu vít nhá. 6 cây. 6 cây nhưng mà mỗi cây nó là một đầu cho nên là các bác có hẳn là 12 đầu vít nhá. 12 đầu vít kèm thêm cho các bác là các cái đầu để các bác xoáy các cái chi tiết khó cũng rất là ok luôn. Đấy, 12 đầu vít như này. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực này. Đó. Vít đen trợ lực. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên trên là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên trên là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion các nhá, pin li-ion như này, đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này, đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá, đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết, đó. Đây, lắp đầu vòi như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhé. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này, một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này, các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này, xoáy cái đầu cam này ra cho em, sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này, mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này đó, xoáy vào này cho em đó. Ok, sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này đó. Phương, cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lấy thôi, đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn, đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy, thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhé. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này.
bay hết luôn nhá, đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể xịt rửa xe này, đấy, rửa xe máy các nhá, đây xe máy đây, đấy, xịt rửa xe máy các bác này, đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo, đấy, đây em xịt rửa xe máy này, đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này, rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này, đấy. Xịt rửa sân các bác này, đấy. Rửa xe máy, rửa sân này, đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra xem nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này, xịt rửa xe khá là ok luôn, các bác thấy không? Xịt rửa xe này, rửa xe, đấy rất là mạnh nhá, áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này, thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn, giá là ok các bác nhá. Đó, đây con này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này, thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào đây, xịt bọt tuyết này. Đấy, nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không, bọt tuyết để mình xịt mình đấy, rất là ok các bác này. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Thì bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Hello các bác nha, hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước, còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký đó, thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký, thì bên em bán theo cân nhé. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12, 13 chiếc nhá. Từ 7, 12, 13, 12, 13 chiếc. Tùy theo số lượng không nhá, tùy theo số lượng. Và tùy theo cái loại to nhỏ lớn nữa. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhá. Trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây. Đây các bác này, đấy một cân của nó này, to nhỏ lớn bé này, có to có nhỏ này, có lớn có bé, có dẹt có ba khe cho các bác nhé, có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy, và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá, thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa, thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác, có cả những con vít cách điện như này nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé, đây như cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa sinh, vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À, có ba khe, có dẹt các bác nhỉ. Đấy. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là vít cân ký nhá. Vít cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là vít cân này. Đấy, lên cho em là vít cân, giá của nó sẽ là 110.000 nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó.
lên mã giúp cho em, đó là vít cân này. Vít cân, đấy, giá sẽ là 110k trên 1 cân nhá. 110k trên 1kg, đó, trên 1kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này. Thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho 3 chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lưỡi đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000. Còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy, 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Hello anh em nhá. Đó thì hôm nay bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con quạt sưởi hàng của thương hiệu Fuji của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 500.000 cho con quạt sưởi hàng của Fuji như này. Đấy, em đang bật cho các bác xem này. Đấy. Thì đây em đang để cái mức độ của nó là công suất của nó là 1200 nhá, 1200. Đó. Thì nó sẽ có 3 nấc. Đấy, đầu tiên là nấc 400 này. Đấy, nó sẽ có nấc 400, nấc 400 thì nó sẽ lên nguyên một cái đèn ở giữa thôi. Đó, nguyên lên một cái đèn ở giữa nhá. Tiếp theo là nấc 800 thì nó sẽ lên 2 đèn. Đấy, nấc 800 là sẽ là 2 đèn nhá, đèn trên đèn dưới này. Đấy, và nấc 1200 thì nó sẽ là lên cho các bác là tổng cho các bác sẽ là 3 đèn nhá, 3 đèn. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là chế độ xoay 90 độ nhá. Đây, xoay 90 độ tức là nó có thể xoay vòng tròn được. Đấy, nó có chức năng xoay vòng tròn cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng rất là tiện ích và cực kỳ là ấm áp luôn. Đấy, thì con này nó khá là cao luôn nhá, khá cao luôn. Và cái độ tỏa nhiệt của nó rất là rộng. Chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi đây, 2 này, 4 này, 6 này. Chiều cao khoảng là 70 phân nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Fuji này. Đấy, Fuji, Pova. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Sử dụng điện 220V. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, máy sưởi này. Đây, thông số của nó đây các bác nhá, thông số đây. Đấy. Lắp ráp tại Việt Nam nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất là hợp lý cho các bác rồi. Đó. Đây, đấy. Thiết kế của nó sẽ là xoay 90 độ cho các bác luôn nhá, xoay 90 độ luôn. Đó, và rất là nóng luôn nhá. Con này thì siêu nóng luôn. Đó, và giá rất là tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ có hai cái lẫy như này. Thì các bác có thể để một bên là theo kiểu là các bác có thể để sang bên xoáy sang bên tay trái này, tức là cái bên có mũi tên này thì nó sẽ xoay 90 độ nhá. Đấy, còn nếu các bác để một bên thì nó sẽ không xoay. Đó, để sang bên phải thì cho công tắc sang bên phải thì nó sẽ không xoay nhá. Thì tùy theo các bác muốn chỉnh bên nào thì chỉnh. Đây, sang cái bên này này, cái bên có cái mũi tên này là nó sẽ điều chỉnh xoay 90 độ này. Còn sang cái bên không có mũi tên này thì là nó sẽ đứng yên. Đấy, thì về không như này là sẽ là về không này là sẽ là tắt này. Đấy, và xoáy sang bên tay phải này thì sẽ là đứng yên này. Và xoáy sang bên tay trái này thì là nó sẽ là xoay nhá. Thì tùy theo các bác muốn chỉnh xoay cũng được mà chỉnh đứng yên cũng được. Đó. Con này thì siêu nóng nhanh luôn. Hàng của Nhật thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đặc biệt là miền Bắc đang vào mùa đông rất là lạnh giá như này thì các bác dùng cho em con này rất là ok luôn nhá. Đấy. Hàng cực kỳ cao cấp và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy sưởi Fuji. Giá của nó sẽ là 490.000 nhá. 490k cho con máy sưởi Fuji như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn.
máy rửa xe pin nhá, lên trên là máy rửa xe này, đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên trên là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion các nhá. Pin li-ion như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này. Các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này. Đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào thôi nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân này cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Thì rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống này cho em nhé. Cho nó khỏi gấp nhé. Cho nó khỏe này. Đấy. Thì rửa xe các bác này. Thì rửa xe khá là ok luôn. Đấy. Thì rửa xe này. Rửa xe. Đấy. Rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa. Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình
đấy, rất là ok các bạn này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bạn. Đó. Thì bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy. Cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhé, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá, 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít.
con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân, bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200.000 đấy, dưới kia. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em dưới 200.000 thì cộng thêm cho em thêm 30.000 ship nữa các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bóng 3 màu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con bóng led như này. Một con bóng led như này và màu của nó sẽ là 3 màu. Giá bao nhiêu nhỉ? 30.000 ạ. Đấy, màu của nó sẽ là 3 màu như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Đấy, 30k cho một con bóng 3 màu như này. Đây em sẽ xoáy vào cho các bác xem này. Đó. Là nó sẽ có 3 màu thì các bác cứ bật đèn và đảo chế độ đi thì nó sẽ có màu khác nhau. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là một là màu trắng này, hai là màu vàng này, ba là màu trung tính này. Đấy. Sáng trắng này, sáng vàng này, sáng trung tính nhá. Công suất của nó là 12W nhá. 12W cho một con bóng 3 màu như này. Đó. 12W trong con bóng 3 màu như này. Con này thì dùng thì rất là tiện ích luôn. Đấy, màu đỏ này, màu vàng này và màu trắng này. Đó, 3 màu như này. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Rất là tiện ích cho bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trong quả bóng 3 màu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3W nhá. Con này nó sẽ là một cái bóng đèn 3W thế này. Đấy, một cái bóng đèn 3W đây. Đấy, con này thì công suất của nó là 3W và giá thì chỉ có 10k trong quả bóng 3W này thôi. Đấy, bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 10k trong một quả nhá. 10k trong quả bóng 3W thế này. Thì con này các bác có thể dùng để mình gọi là để ở cái khu vực nào mà thiếu ánh sáng này, cần phải sáng liên tục này và các bác đi lại này, ban đêm ăn giấc thì sử dụng con này cho em. 3W thì các bác để cả ngày nó cũng chỉ mất được khoảng là 500 tiền điện thôi, hoặc đến 1.000 là cùng thôi. Thì các bác sử dụng con này nó rất là tiện. Lên cho em là bóng 3W, giá sẽ là 10k nhé. 10k cho một quả bóng 3W như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá. Kéo cắt tôn thì con này của nó sẽ là 160.000 cho một kéo cắt tôn như này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng kéo tôn trợ lực và nó có cái độ nghiêng là 45 độ như này. Thì khi mà các bác cắt thì nó rất là tốt luôn. Đấy. Ở trong thì nó sẽ có cho các bác một cái con lò xo trợ lực, nó nằm ở bên trong. Trên khi các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng và nó nghiêng 45 độ như này thì các bác hình dung đây là một cái miếng tôn, nếu như các bác cắt cái kéo thẳng thì nó sẽ đâm thẳng vào tay như này, nhưng khi các bác cắt cái kéo nghiêng thì nó sẽ cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới như này và cắt rất là ngon luôn. Đó. Con này các bác có thể dùng cắt tôn dày 4-5 ly thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, hàng nội địa của Nhật nhá. Kéo tôn trợ lực này. Kéo tôn trợ lực, giá của nó sẽ là
160 cành nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Đấy, nó đây nó sẽ là một con tô vít như này. Đấy, một cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít và một cái tay công và một tay nối dài nhá. Đấy, 30 đầu vít, một tay công, một tay nối dài như này. Và bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40 cành thôi. 40 cành. Đấy, 30 đầu vít to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt tròn khác nhau thì về nhà các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó khá là tiện ích. Đây, lắp vào đầu này cho em này. Và con này các bác lắp vào đầu tay công như này thì con này các bác có thể là tăng giảm tùy theo nhá, tăng giảm tùy theo. Đấy, các bác có thể nâng lên hoặc là hạ xuống. Đấy, cho ngắn hẳn như này hoặc cho dài ra cũng rất là ok nhá. Và các bác có thể lắp vào đây này, lắp vào đây để mình xoáy này các bác này, rất là ngon lành luôn. Thì cái bộ vít như này giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi nhá. 40.000 một cái bộ vít như này. Đấy, thì đã bao gồm cho các bác combo là tay công, tay nối dài và 30 đầu vít luôn. Thì lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh này, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Có cả dây cà, dây sạc và dây quai đeo như này. Các bác có thể đeo vào cổ, đeo vào người hoặc là đeo vào cặp sách các thứ này. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Đấy, thứ nhất là có lẫy để các bác có thể để này. Đấy, có nam châm hít này. Đấy, rồi có sẽ có cho các bác là chế độ sáng này. Chế độ sáng thì nó sẽ có sáng trắng này, sáng vàng này, rồi đèn đỏ cảnh báo các bác này. Đấy, rất nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và đây con này nó sẽ kèm cho các bác là một con bật lửa nhá. Các bác giữ lì như này này. Đấy, giữ lì này thì cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy. Còn khi các bác tắt thì các bác nhấp này, giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện nhá. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là một con bật lửa như này. Đấy, khi tắt bật các bác giữ lì cho em. Giữ lì cho cái đèn lên là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác giữ lì là nó sẽ tắt nhá. Đó. Và rất là sáng luôn các bạn, rất là sáng luôn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bật lửa cực kỳ là tiện ích cho các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đó. Rất tiện luôn. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ tắt nhá. Giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy. Bật đèn thì các bác bật cái công tắc này cho em, hai cái công tắc, một cái đèn, một cái bật lửa này. Đó. Ánh sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính này. Sáng trắng của nó thì rất là sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá, 100k. Lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm này, đó. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đựng nguyên đai nguyên kiện trong cái hộp như này. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và con này thì giá bên Nhật nó đang bán là tính theo tiền Việt mình khoảng là 2 triệu nhá. Khoảng 2 triệu cho một cái vòng trầm như này. Đấy, lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp đây. Nó sẽ có 108 hạt và nó sẽ có cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này. Con này thì bên Nhật nó đang bán khoảng là 2 triệu Việt Nam đồng mình các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ là một cái con vòng bằng gỗ trầm tự nhiên, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Con này thì các bác có thể đeo vào cổ hoặc đeo vào tay tùy theo nhá. Đó. Và gỗ của nó thì nó sẽ là dòng gỗ trầm rất là thơm luôn. Đấy, gỗ trầm rất là thơm. Lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, giá thì sẽ là 50k thôi. Đấy. Vòng trầm điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá. 50k trong chiếc như này, rất rẻ mạt các bạn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái tất để các bác sử dụng trong các cái mùa đông giá lạnh này các bác nhá. Đấy, mùa đông này các bác sử dụng tất là ok. Đó, và đây là nó sẽ là cái tất hộp, bao gồm cho các bác là trong cái hộp như này và bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. Tất hộp 5 đôi. Giá thì sẽ là 80.000. 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Một hộp này của nó bao gồm là 5 đôi nhá. Hộp này bao gồm là 5 đôi. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy, rất tiện ích luôn. Một hộp này sẽ là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 trong hộp 5 đôi như này. Hàng thì của thương hiệu Nike này, đấy, Nike đây, đấy hàng thương hiệu Nike. Đó, giá thì rất hợp lý rồi. Hàng co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực tốt và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp này. Đấy, tất hộp 5 nhá. Đấy. Tất hộp và nó sẽ là dòng 5 đôi thì lên cho em là tất hộp 5. Có màu đen màu ghi, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một hộp như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Các bác lên cho em là bộ dao. Bộ này là dao gì đây? Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một bộ dao sói như này, 100k. Ở đây thì bỏ trong cái tờ giấy này. Ở đây thì bộ sẽ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là
1, 2, 3, 4, 4 con dao, 4 dao, 1 kéo và 1 cái nạo. Đấy, hàng thì của thương hiệu Asaka Japan này, Asaka Japan. Hàng, giấy để dọc. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan, đấy, xé quyển sách ấy nha. Asaka Japan như này, đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao này, 1 cái nạo và 1 cái kéo như này. Đấy, thì con kéo này các bác cũng dùng để mình... đây đấy, các bác có thể dùng để mình cắt này, đấy, cắt này, khui bia này, mở nắp chai đều được nhá. Đấy, một con kéo rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó, đầu tiên nó sẽ là một con kéo như này các bác này. Đấy, tiếp theo là một cái nạo này, con này thì nó sẽ là một cái nạo đây, các bác có thể dùng để nạo hoa quả này, đấy, nạo khoai, nạo mướp đều ok hết nhá. Một cái nạo này, tiếp theo là sẽ là 4 con dao này, thì nó sẽ có cho các bác đây, hàng của Nhật này, Japan này. Đấy, dao thì siêu bén các bác biết rồi, đây đấy, dao thì của nó không quá dày đâu nhá, nó vừa phải thôi, nhưng mà đổi lại thì nó rất là bén các bác này. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 em dao luôn, 4 em dao này tha hồ các bác sử dụng nhá. Đấy, có con dao nhọn, có con dao thái bản to này. Đấy, đều là dòng rất là bén luôn nhá. Đấy, dao nhọn có, dao thái bản to có, đây đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao đây các bác này. Đấy, con nào cũng sắc như nước hết luôn đó, 4 con dao như này tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì lại rất là hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Combo cho các bác là 4 em dao như này, 4 em dao như này, mà cái giá thì chỉ có cho các bác là một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao này. 4 dao, 1 kéo và 1 nạo như này. Đây con dao con nữa này. Đấy, cũng rất là bén luôn các nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó, rất bén luôn. Combo cho các bác luôn. Đấy, 4 con dao, 1 cái nạo và 1 cái kéo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi, 100.000 cho bộ dao như này. Đấy, lên mã giúp em đó là bộ dao sói nhé. Bộ dao sói, giá sẽ là 100k. Đó, bộ dao sói này, bộ dao sói, giá của nó sẽ là 100k cho một bộ như này nhá, 100.000 cho một bộ dao sói như này thôi. Con này thì quá đẹp, quá tiện ích rồi. Hàng của Asaka của Nhật đấy các bạn này. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi, 100k. 100.000 mà được tới 6 món liền nhá. Tính ra mua vào chỉ mất có 10.000 món thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác dùng là mình cho dầu vào để mình sử dụng thôi. Đó, cho dầu vào sau đó thì mình bật lên. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng giả cổ nhá, hàng giả cổ của Nhật cực kỳ đẹp luôn. Đây nó sẽ bao gồm là một con đèn như này, về nhà các bác xoáy cái lẫy này ra này. Xoáy cái lẫy này ra sau đó thì mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt ấy, cho dầu đốt vào đây chị em. Đấy, xoáy lẫy ra cho dầu đốt vào đây nhá. Đấy, cho dầu đốt đây là mình sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp này, sơn màu đồng rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là cái bấc để các bác điều chỉnh bấc này, lẫy xoáy điều chỉnh bấc này. Đấy, và khi các bác cho đèn thì châm đèn thì các bác chỉ cần hơi nghiêng đi như này, sau đó thì mình châm vào cho em. Đó, sau đó thì mình lại bỏ ra. Con này thì các bác có thể dùng để treo này hoặc để trực tiếp trên nền đất này. Đấy, trên bàn này đều ok hết nhá. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá sẽ là 135.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy. Lên cho em là đèn dầu nhá. Đề co trang trí khá là đẹp luôn. Đó, lên cho em là đèn dầu này. Đèn dầu, giá của nó sẽ là 135k nhá. 135k cho con đèn dầu như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm. Đó là cái đũa các bác lên cho em là đũa sứ nhá, đũa sứ. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi như này. 5 đôi đũa sứ như này. Hàng thì siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Chất liệu của nó thì bằng sứ thì các bác biết rồi. Các bác dùng đồ sành, đồ sứ thì nó cực kỳ là an toàn đối với người sử dụng luôn. Thứ nhất là an toàn đối với người sử dụng này. Thứ hai là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập nhá. Đấy, thì một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Dùng để ăn cơm, ăn đồ ăn này, gắp đồ ăn rất là đẹp, sạch sẽ. Và giá thì chỉ có 60.000 cho một vỉ 5 đôi đũa sứ này thôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Giá sẽ là 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đó, đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ, bao gồm là 5 đôi đũa như này. 5 đôi đũa, hàng siêu đẹp này các bác nhá. Đó, rồi ok. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món, hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy.
lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. To đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy.
tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây luôn này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển đến nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại để giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em 20.000 để ship nữa là hoan hỉ cho các bác nhé. Đấy, cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhầm các bác nhé. Đó. Dưới 200 thì lưu ý cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ thì bên shop bán cho các bác với giá đó là 190.000 một chiếc. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai tông màu là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác rồi, và của nó là da bò tự nhiên cho nên là độ dài nó sẽ không như nhau đâu, nó sẽ khác nhau đấy các bác nhá. Đó, đây hàng made in USA này, made in USA, hàng của Mỹ. Hàng này thì em bao cho các bác về, các bác cứ dùng gọi là các bác cứ dùng máy lửa các bác đốt thoải mái cho em, test đốt thoải mái cho em nhé. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhé. Đấy, mặt của nó thì là hàng đúc liền như này, mặt tráng gương, hàng đúc liền cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Hàng mặt tráng gương đúc liền như này rất đẹp các bạn đó. Và sử dụng của nó sẽ là sử dụng hình thức là con lăn nhá. Con lăn thì các bác dùng nó rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần lăn vào là nó sẽ khít này, lăn vào nó sẽ khít như này. Đấy, đây made in USA nhá, made in USA, hàng của Mỹ. Cầm cho anh cái ví đây nào. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Cầm anh cái ví đây. Giá sẽ là 180.000 nhá, 190.000 một chiếc như này. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ, hàng chuẩn da bò xịn 100% luôn. Con này các bác có thể dùng đốt thoải mái luôn nhá. Bao cho các bác về, các bác test bật máy lửa đốt thoải mái cho em. Hàng cực kỳ ok cho các bác luôn. Đấy, 190.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò Mỹ này. Thắt lưng da bò Mỹ, giá sẽ là 190.000 một chiếc nhá. Ngoài ra thì có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, màu đen màu nâu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò nhá, ví da bò, hàng cũng rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, và nó cũng có cho các bác là hai màu, một màu đen và màu nâu như này. Đấy, cũng đều là hàng của Mỹ đây, made in USA này. Đó, hàng của Mỹ. Hàng này thì các bác biết rồi. Đấy, rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn, chất da của nó khỏi bàn luôn. Đấy, về nhà các bác test thoải mái luôn, cào cấu rồi nói chung là đốt điếc thoải mái cho em. Đó, nó sẽ bao gồm là một ngăn thường và một ngăn khóa này, hai ngăn thường một ngăn khóa và rất là nhiều các cái ngăn khác để các bác có thể để giấy tờ. Đấy, rất là ok luôn, để thẻ để giấy tờ rất là ngon nhá. Giá thì sẽ là 120k. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò này, ví da bò, giá sẽ là 120k nhá. Nếu các bác nào lấy combo cả ví thì sẽ là 300k bao ship, các bác bớt được 10.000 và bao ship. Combo ví cộng với lại thắt lưng, giá sẽ là 300.000 và bao ship. Còn mua lẻ thì thắt lưng sẽ là 190 và ví sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái túi thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một mẫu túi vuông, hai màu, một màu là một màu xanh và màu nâu như này. Màu xanh và màu nâu nhá, màu nâu xám như này. Đó, đây là màu xanh này các bác này, đấy màu xanh. Con này thì cũng là 100% là da bò tự nhiên và hàng của nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, có quai đeo cho các bác đàng hoàng, quai đeo nhá. Tất cả các cái phần tai này đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết. Nói chung là con này các bác dùng thì miễn chê rồi, độ đẹp nhất của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó, kể cả những cái quai này của nó cũng đều máy bằng da hết nhá, quai này cũng đều máy bằng da hết này. Đấy, chất liệu 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy, đây, đấy, da bò cắt tự nhiên các bác này. Đấy, có những cái phần nó hơi bị khuyết nhẹ này, các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Hàng da tự nhiên thì các bác phải thông cảm đây. Đấy, chất liệu của nó là 100% là sợi da bò tự nhiên rất là đẹp như này. Đó, và đây thì ngăn to bên trong của nó sẽ có là một ngăn thường và một ngăn khóa này. Một ngăn thường, ngăn khóa. Bên ngoài thì mặt đằng trước này là hai ngăn này, đằng sau này một ngăn phụ nữa này. Đó, và khi các bác giở ra thì nó cũng khá là rộng luôn. Bản của nó thì phình hết ra nó vào khoảng là 10 phân, rất là rộng.
chiều rộng là 20 và chiều cao này là 25 nhá. Có quai đeo như này các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi làm. Mình đựng đồ đựng đoàn rất là ok. Con này các bác lên mã giúp cho em là túi vuông nhá, túi vuông. Giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, lên cho em là túi vuông này. Đó, túi vuông. Giá của nó sẽ là 180k nhá, túi vuông da bò. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn, tét tiếc đốt thoải mái chứ em, khỏi phải bàn. Đấy, cứ bật lửa lên đốt thoải mái, tránh đốt vào các phần khóa này và các cái phần chỉ may được, còn lại các bác cứ đốt trực tiếp lên phần da này chứ em. Đấy, bao đốt thoải mái luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh này, con này. Đấy, lên cho em là ví xanh thì đây nó sẽ là một con ví như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác có thể mình sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Đấy thì các bác có thể dùng để cắt móng tay móng chân, tỉa móng tay móng chân, nặn mụn tẩy da chết rồi, nói chung là nạo móng chân. Đấy, đây combo cho các bác cả một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng này, một cái bấm trẻ em, một cái bấm nhỡ này, một cái bấm khóe này, bấm lạch này để bấm khóe này, rồi một cái bấm to này kéo cắt tỉa lông mũi này, nặn mụn tẩy da chết các kiểu, con này điểu luôn. Giá sẽ là 100k cho cái ví xanh như này, 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k đó. Các bác lên cho em là ví xanh này, ví xanh, giá của nó sẽ là 100k cho một con ví xanh như này, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thước móc khóa nhá. Đấy, một cái thước rút như này và các bác dùng để mình treo vào móc khóa. Chiều dài của nó là 2m, bản của nó sẽ là 60 ly nhá. Đấy, bản của nó sẽ là 6 ly. Đấy, chiều rộng của nó 6 ly. Nó sẽ là một cái dòng thước có thể quấn tròn vào được như này các bác này. Đấy, và bỏ ra nó sẽ rút vào luôn. Thì các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa, rất là đẹp và tiện ích. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, 2m nhân với 60 ly nhá, hàng của Nhật nhá. Các bác có thể dùng để mình treo móc khóa để mình trang trí này, để co này, hoặc là bác nào chuyên làm thợ làm nghề mà cần phải đo nhanh, thao tác nhanh, có thước đây rút ra luôn, kiểm tra luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là thước móc khóa, giá thì chỉ có 50k thôi, 50k nhá. Lên cho em đó là thước móc khóa này. Đó. Thước móc khóa. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho thước móc khóa như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo tỉa các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa 24, kéo tỉa 24 hoặc tỉa 25 cũng vậy thôi. Đấy, có lô thì nó về 24 sen, có lô thì 25 sen. Hàng made in Japan nhá, made in Japan như này. Đó, đây. Kéo tỉa 24 nhá, made in Japan như này. Giá thì chỉ có 60 cành cho một con kéo tỉa này thôi. 60k một chiếc nhá, 60k một chiếc như này. Con này các bác có thể dùng tỉa cây, cắt cành, tỉa dăm rất là ok nhá. Lên cho em là kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k. Đó. Kéo tỉa 24 này, đó. Kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Quá rẻ luôn các bạn. Chỉ có 60.000 cho một con kéo như này. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan, hàng của Nhật này. Cán của nó là bằng thép này. Đấy, lò xo chữ V kép luôn, lò xo kép này. Dùng rất là ngon, bác nào làm thợ cây cảnh, dùng để tỉa cây tỉa cành con này thì rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Tiếp theo thì em cũng về cho các bác ngoài dòng kìm chết của Mỹ này, hàng có thương hiệu Corotman của Mỹ nhá. Hàng này thì hàng bãi chưa qua sử dụng. Đấy, bên em thanh lý được trong cái hệ thống siêu thị. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Hàng thương hiệu Corotman của Mỹ này. Đấy, Corotman USA nhá, hàng của Mỹ. Đấy, đây. Dùng để các bác dùng để kẹp các thứ rất là ok luôn, làm thợ làm nghề con này. Chất thép của nó là thép CRV này, thép CRV cao cấp luôn các nhá, thép CRV cao cấp. Hàng cực chất cho các bác luôn. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Giá rất rẻ các bạn. Đó. Kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100k nhá, 100k. Hàng của thương hiệu Corotman của Mỹ này. Corotman, đó, Corotman của Mỹ. Đấy, con này các bác dùng để kìm kẹp các thứ rất là ok luôn. Đấy, tay riếc của nó đây, rất là ngon lành. Giá chỉ 100k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là túi nam. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác một con túi nam như này. Con này các bác dùng để mình gọi là đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều được. Hàng thì nó sẽ là hàng quân đội của Nhật nhá, hàng chống nước cho các bác luôn. Hàng chống nước nhá. Đấy, đằng trước này cũng có hai ngăn này, một ngăn nhỏ, một ngăn nhỡ này. Đấy, đằng sau này một ngăn này, nó cũng giống như con túi vuông kia. Đấy, và con này kích thước của nó cũng là 20-25 giống y như con kia. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo như này. Đó. Con này thì giá chỉ có 110.000 thôi, 110.000 cho một con túi nam như này. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng và dòng túi chống nước nhá. Và con này thì cái độ mở của nó là cũng vào khoảng 10 cm nhá. Độ mở của nó lên như này thì các bác có thể để máy tính bảng, iPad, iPad, nói chung là cũng rất là đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp, xịn sò và chất lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho một con túi nam như này thôi. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật nhá.
hàng quân đội của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì thực sự là gửi tới các bác cái giá này cũng rất là tốt rồi. Các bác cũng không đi đâu mua được một con túi chất lượng như này mà giá chỉ có 110.000 thôi. Con này nếu các bác mua ở trong các cái hệ thống siêu thị hoặc là mua bên ngoài nó phải tầm khoảng 250 nhá. Lên cho em là túi nam này. Đấy, túi nam. Giá sẽ là 110k một chiếc nhá, 110.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân này. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng nhá. Đấy, 50 miếng như này. Thì các bác về các bác dùng để mình dán thải độc chân rất là tốt luôn. Đấy, miếng dán của nó thì sẽ là bằng ngải cứu và rất là nhiều các cái vị thuốc khác nhau nữa, giúp cho các bác thải độc gan bàn chân, giúp giảm đau nhức nhá. Và một hộp này của nó là 50 miếng. Lên cho em là thải độc chân, giá thì chỉ có 40.000 thôi. Thải độc chân này. Thải độc chân giá sẽ là 40k một hộp như này nhá. 40.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 50 miếng. Các bác về các bác dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. À, cực kỳ tiện ích luôn. Lên cho em là thải độc chân, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chảo rang nhá. Thì có hai mẫu đây. Con này thì các bác lên cho em là chảo 13, đường kính của nó là 13 cm. Thì các bác lên cho em là chảo 13. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là chảo 13 nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Chảo 13 này. Chảo 13, giá của nó, đường kính của nó là 13 cm luôn, cho nên lên là chảo 13, giá sẽ là 80k. Đấy, con này bằng gang thì các bác có thể dùng để mình nướng thịt này, hoặc là các bác có thể dùng để chiên rán hoặc nướng đồ ăn đều được hết. Đấy, thì nó bằng gang, nó rất là dày luôn. Đó. Và đường kính của nó là 13 cm nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu to đây. Cái mẫu to này thì cái đường kính của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Mẫu này là 26 cm nhá. Mẫu này là 26 cm. Đây, hàng của nội địa của Nhật này, tem mác các thứ đàng hoàng. Đấy, có quai như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em này. Sau đó thì mình lắp cái này vào và mình xoáy cái quai này vào cho em là xong. Đó. Cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, xoáy cái quai này vào đây. Cái quai này của nó thì nó sẽ là bằng gỗ và chống nóng rất là tốt nhá. Quai kiếc rất là ngon lành cho bác luôn này. Đấy, con này thì nó vào nặng khoảng 1 cân mấy đấy. Khoảng 1 cân mấy các bác nhá. Đường kính của nó là 26 cm. Thì các bác lên cho em là chảo gang 26 nhá. Chảo gang 26 giá sẽ là 170.000. Đó. Lên cho em là chảo gang 26 này. Chảo gang 26 nhá. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho một con chảo gang 26 như này. Nguyên chiều dày của nó thì vào khoảng là 4 đến 5 ly nhá. Dày nửa phân các bạn, rất là dày luôn. Cân nặng của nó thì khoảng 1.4 đến 1.6 cân nhá. Nặng khoảng 1.4 đến 1.6 cân. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 170.000 cho một con chảo gang như này thôi. Đường kính của nó sẽ là 26 cm. Thì con này các bác có thể dùng để mình ăn bò bít tết này, ăn bò bít tết này, hoặc là các bác có thể dùng để mình rang cơm, hoặc là dùng để chiên xào nấu đều đồ ok hết nhá. Đó, để các bác dùng ăn những cái đồ chiên đồ riếc ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái sen cao su nhá. Đấy, nó sẽ là một con vòi sen như này, một con vòi sen như này, và có kèm thêm cho các bác là cả dây luôn. Đây. Đấy, cả dây, cả đầu vòi xịt như này nhá. Cả dây, cả đầu vòi xịt như này, các bác về các bác lắp vào cho em này. Đấy. Cả dây đầu vòi xịt như này các bác này. Đấy. Và một cái đầu sen giúp cho các bác khi tắm thì nó massage rất là tốt này. Có tăng giảm áp lực nước này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay, có điều chỉnh tăng giảm này. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan như này. Các bác lên cho em là sen cao su nhá. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này bao gồm cho các bác là cả sen này. Đấy, có điều chỉnh các cái chế độ đây này. Đấy, và có cho các bác là tăng áp này, rồi để dùng để massage lúc mình tắm rất là tốt luôn, kỳ cọ massage luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá, sen cao su. Đấy, đợt này hàng về cho các bác giá siêu tốt luôn. Trước em đang bán là 140.000 đấy, đợt này về cho các bác giá siêu tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Giá chỉ có cho các bác là một bộ như này, giá thì chỉ có 90k thôi. Lên cho em là sen cao su này. Sen cao su giá sẽ là 90k, giá cực tốt cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật cực cao cấp nhá. Rồi ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji, made in Japan.
giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy. Màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200. Đấy, 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này.
Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá, 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn coi nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga coi nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên xem là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá. Lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước. Còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Thông số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký. Đó, thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký thì bên em bán theo cân nhé. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12, 13 chiếc nhá. Từ 7, 12, 13, 12, 13 chiếc. Tùy theo số lượng không nhá, tùy theo số lượng. Và tùy theo các loại to nhỏ lớn bé. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhá. Trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây đây các bác này. Đấy, một cân của nó này, to nhỏ lớn bé này, có to có nhỏ này, có lớn có bé, có dẹt có ba khe cho các bác nhá, có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy, và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá, thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác có cả những con vít cách điện như này nữa nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé. Đây, những cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa xinh và khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À, có ba khe, có dẹt các bác nhỉ. Đấy. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là vít cân ký nhá. Vít cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, lên cho em là vít cân này. Đấy, lên cho em là vít cân. Giá của nó sẽ là 110k. 110k nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít cân này. Vít cân. Đấy, giá sẽ là 110k trên 1 cân nhá. 110k trên 1kg. Đó, trên 1kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này.
thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho 3 chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lưỡi đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000, còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy, 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Hello chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ mua từ 200.000 là bên em bao ship, dưới 200.000 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa, rất đơn giản vậy thôi. Và đơn hàng trên 1 triệu thì yêu cầu là phải cọc trước, còn dưới 1 triệu bên em đi đơn bình thường. Mã đầu tiên bên em về cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái vít V15 nhé. Quá lên mã theo là V15. Con này thì giá của nó sẽ là 150 cành cho một con vít V15 như này. Ở đây của nó thì bên trong của nó sẽ là 14 đầu vít cho các bác luôn. Có sẵn 14 đầu vít hàng của Japan, của Nhật này. 14 đầu vít trong đó có bao gồm cho các bác là to, nhỏ, lớn, bé, tròn, lục giác, ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Đó, và các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Con này thì ưu điểm của nó là có 5 châm hít này. Đấy, và có xoáy nhanh nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều 180 độ như này. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều và có xoay 180 độ thì khi các bác đưa vào các cái vị trí các cái ngóc ngách đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150k cho một con tô vít như này thôi. Và nó là hàng đa di năng, đầy đủ các cái đầu vít như này thì các bác làm thợ, làm nghề sửa chữa hoặc là sử dụng lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Đó, và của nó sẽ là hỗ trợ xoáy nhanh nhá. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều và có cho các bác là tay lắc như này, dùng nó rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vít V15 nhá. Lên cho em là vít V15. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là V15 này. V15. Giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con vít V15 như này. Đơn hàng các bác cứ gom vào mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc ắp quy nhá. Thì bên shop có hai mã. Một mã là sạc ắp quy là 1224. Con 1224 thì sẽ là 290.000. Con này thì có cho các bác là khử sun phát này, chống đảo chiều này, rồi là tự động ngắt khi bình đầy này các bác nhá, đầy đủ các chức năng luôn. Khử sun phát này, rồi là giúp cho bình không bị già nhanh này. Đấy, khử sun phát giúp cho bình không bị già nhanh này, rồi có chống đảo chiều này, rồi bình tự ngắt hết luôn. Con này thì các bác có thể sạc cho áp quy 12V và 24V đều được hết nhá. 12V 8A và 24V 4A này. Đó, hàng này thì nó sẽ là một cái hàng mà xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá, xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đấy, Anh này, Đức này, Anh này, Đức này, đấy, rồi Tây Ban Nha này, Nga này, Hàn Quốc này con này. Đó, nói chung là xuất đi rất nhiều nước luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên mã giúp cho em là sạc ắp quy này, sạc ắp quy 12 1224, giá sẽ là 290k nhá. 290k cho con 1224 này. Ngoài ra thì bên shop có cho cái con là 12V và 5A. Con này thì chuyên sạc cho bình 12V thôi. Con này nó chỉ sạc được cho bình 12V thôi các bác nhá. Đó. Nó sẽ sạc cho bình 12V. Đấy, cũng là cùng một hãng thôi, cùng một hãng của thương hiệu Foxer này, thương hiệu Foxer. Và hàng thì cực kỳ cao cấp và nó xuất cũng đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc bình 12. Đấy, con kia thì nó là sạc 1224, còn con này nguyên sạc 12 thôi. Thì lên cho em là sạc bình 12 nhá. Sạc bình 12 này. Sạc bình 12V giá sẽ là 190k nhá, 190k. Đó, cũng các chức năng như nhau là đều là khử sun phát này, chống đảo chiều này, rồi giúp cho tự động ngắt này, tự động ngắt cho các bác khi mà sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, tất cả combo như này. Và giá thì sẽ là con to này thì con này là 1224 là 290 bao ship, còn con này thì 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em đó là vít V15 nhá. Đấy, lên cho em là vít V15. À, xin lỗi các bác là V46 nhá. Bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 46 chi tiết tất cả, bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này, đầu vít, rồi
rồi tay công tay nối dài, rồi đầy đủ các chi tiết cho các bác như này luôn. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này thì sẽ bao gồm cho các bác chọn bộ sản phẩm như này luôn. Và cái giá thì cũng rất là tốt nhá, bao gồm cho các bác là một tay xoáy nhanh này. Con xoáy nhanh này có đảo chiều luôn nhá. Đấy, tay xoáy nhanh có đảo chiều con này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là đầu lục giác thì sẽ là từ 4 đến 14 này. Đầu lục giác từ 4 đến 14 và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này. Các đầu vít có bi này thì các bác chỉ cần lắp vào này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, đầu vít đây. Đấy. Đầu vít của nó thì nó sẽ có cho các bác là 22 đầu vít các loại đây. Đấy, ba khe lục giác tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Và con này nó sẽ có một cái tay ngoắt nghéo như này nhá. Một tay ngoắt nghéo như này này. Đấy. Một tay vít, một tay công này, rồi các cái tay nối dài đầy đủ cho bác nhá. Tay công ngang, công dọc đầy đủ cho các bác luôn. Và các cái đầu vít như này. Đấy, một cái bộ đồ nghề sửa chữa rất là tiện ích như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 160 cành thôi. 160 cành cho một cái bộ vít như này thì bộ này thì quá chấm hết rồi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. V46 giá sẽ là 160k cho con V46 như này. Con này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh. Đấy, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k. Thì con này bao gồm cả củ cả dây luôn. Cả củ cả dây chuyên dùng cho điện thoại iPhone này. Đấy, iPhone 14 Pro Max. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc như này, một củ sạc và kèm cho các bác là một dây nhá, một củ một dây như này. Combo cho các bác hai món luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Giá cực kỳ là hợp lý luôn nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 160k. Bao gồm cho bác là cả củ cả dây luôn. Lên theo là sạc nhanh iPhone nhá, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Các bác lên theo là Thunder A1 thì con này là combo cho các bác luôn, bao gồm là một cái Thunder này, một đầu cạo râu và một tỉa lông mũi nhá. Một cạo râu, một tỉa lông mũi và một cái máy Thunder như này. Đấy, một con Thunder. Thunder này thì các bác dùng đa di năng luôn, vừa để cắt tóc vừa để chấn viêm được luôn nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái cữ bảo vệ này. Đấy, con này các bác dùng để cắt tóc này. Đấy, cắt tóc, cạo râu này rồi chấn viêm đều được hết nhá. Dòng này ưu điểm của nó thì nó sẽ là không ăn da, cho nên các bác dùng nó rất là đã. Đấy, về nguyên con Thunder như này thì combo cho các bác luôn, chọn bộ sản phẩm như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy, các bác bật lên cái này để mình cạo râu này con này. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó, râu nó đứt xèn xẹt luôn các bác nhá. Đấy. Khi cạo thì các bác nhấp nhả vào cho em. Đó. Lưu ý các bác thì mình phải nhấp nhả nha, nhấp nhả để cho cái màng này nó ăn vào này. Đấy, sau đó thì các bác lại xoáy cái này ra này, xoáy cái này ra và bắt đầu mình đưa cái đầu này vào để mình dùng để mình tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi thì lại lắp cái đầu này vào cho em. Đó thì combo cho các bác bao gồm là 3 chức năng: cắt tóc, chấn viêm, cạo râu và tỉa lông mũi. Đấy, tỉa lông mũi thì các bác lắp cái đầu này vào để mình cắt này. Và ưu điểm của nó là lưỡi xoay bên trong, cho nên khi các bác dùng không bao giờ lo bị rách nhá. Đấy, bị rách hoặc bị đứt da đứt thịt, rất là ngon lành luôn. Giá thì các bác lên cho em là Thunder A1 nhá. Thunder A1. Giá của nó sẽ là Thunder A1 này. Đó, lên cho em là Thunder này. Thunder A1 giá sẽ là 160k nhá. 160k cho con Thunder A1 như này. Đấy. Hàng thì hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện đựng trong một hộp như này. Đó, hàng rất chất lượng cho bác luôn, 160k nhá. Đấy, lên cho em là Thunder A1 160.000. Các bác có thể dùng để vừa cắt tóc vừa cạo râu, tăng đơ chấn viêm đều ok hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động đây. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Đấy các bác nha, lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn cảm ứng chuyển động này. Đấy thì nó sẽ là một con đuôi như này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là hai dây này, về nhà các bác đấu trực tiếp vào nguồn điện của mình, xoáy bóng vào đây cho em. Đây nó sẽ có cái mắt cảm biến này, khi có người qua thì nó sẽ tự bật tắt và nó sẽ có chế độ điều chỉnh là sáng nguyên ban ngày, hoặc là nguyên ban đêm, hoặc cả ngày cả đêm, hoặc là chế độ điều chỉnh là thời gian sáng 16 giây, 32 giây và 262 giây. Đó. Giá thì chỉ có 60 cành thôi, giá 60 cành các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 100 đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn này,
đuôi đèn cảm ứng nhá, cảm ứng giá của nó sẽ là 160k, à xin lỗi các bác là 60k nhá, 60k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 60.000 một chiếc thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá. Nước hoa sáp thì đây nó sẽ là một cái dòng nước hoa mà nó sẽ là bằng sáp thơm. Con này thì cực kỳ là thơm luôn. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng thường ngày, rất là tiện ích. Đấy, và nó không có cầu kỳ. Ở đây thì nó sẽ là dòng nước hoa của Pháp này. Đấy, Paris các bác này. Đấy, rất là thơm luôn. Nước hoa của Pháp cực kỳ là thơm luôn nhá. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. Các bác lên cho em là nước hoa sáp, giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ có bao gồm cho các bác là ba cái típ nhỏ như này, ba típ nhỏ như này. Và nó sẽ là dòng sáp thơm như này thì các bác chỉ cần lấy một ít này thôi. Sau đó thì các bác có thể thoa lên tay này. Đấy, thoa lên tay hoặc là lên vai, lên cổ đều được hết nhá. Nó rất là thơm luôn. Và mùa này thì các bác vừa dùng để làm nước hoa, vừa dùng để dưỡng da luôn. Dưỡng da nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu lắm. Và nó sẽ có ba mùi hương khác nhau. Đấy, ba mùi hương khác nhau. Hàng của Pháp đây, Paris các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa sáp nhá. Đấy, nước hoa sáp. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp nước hoa sáp như này. Đó. Lên cho em là nước hoa sáp này. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp bao gồm là ba hộp nhỏ cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đây nó sẽ là một cái con cam đặc biệt cho bác luôn. Bao gồm là cam này, ốc vít rồi đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm cho các bác. Đây thực ra nó chỉ là một cái con đèn thôi các bác nhá. Thực ra chỉ là một con đèn thôi. Có cảm biến nhá, chuyển động, cảm biến chuyển động. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ tắt. Và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Cho nên là các bác về nhà thì cứ thế là mình sử dụng thôi. Rất là sáng và mình không cần phải sạc chiếc gì cả, mất thời gian. Đấy các bác nhá, mất thời gian. Đó, và không cần phải dây dợ lằng ngoằng. Có cả đai như này để cho các bác đưa vào. Đấy, có cả điều khiển từ xa luôn nhá, có cả điều khiển từ xa để các bác có thể dùng để mình điều khiển, nó cũng rất là tiện. Giá thì một con cam mô hình như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là một con cam như này giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một con cam mô hình như này. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Cam mô hình này. Cam mô hình. Cam mô hình giá của nó sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k một chiếc. Con này về dùng thì rất tiện ích luôn. Bắt vít lên tường như này thì các bác có thể dùng để cam này, vừa là lấy sáng này, vừa là chống trộm chống giếc đều ok hết. Giá chỉ 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cặp lồng hấp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cặp lồng như này, bao gồm cho các bác là 2 tầng. Đấy, các bác lên cho em là cặp lồng điện. Cặp lồng điện. Đấy, nó sử dụng bằng điện 220V. Và đây thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng nhá, 2 tầng và có cho các bác là 4 cái ô inox như này. 2 tầng và 4 cái ô inox như này các bác này. Đấy, 4 ô inox như này luôn. Thì cái này thoải mái cho các bác sử dụng rồi. Đấy, không lo mình không lo bị thế này thế nọ được. Đấy, inox 304 sáng bóng rất dày dẫn nhá. Bình thường nếu các bác mua lẻ một cái ô này thôi cũng đã mất phải đi tầm khoảng là 40.000 trong cái ô như này rồi. Đấy, thế mà bên em bán một cái cặp lồng như này, cả cặp lồng, cả ô đất, cả dây nguồn dây nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Mà giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đế bằng gang như này. Đấy, bằng nhôm gang như này. Thì về nhà là các bác cho nước vào đây, sau đó thì bật công tắc này lên. Đấy, bật công tắc lên và cắm trực tiếp điện 220 đây, chân cắm đây. Nó đúng như một cái nồi cơm điện luôn. Đây. Đấy. Điện 220V, dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, và công suất của nó là 200W. Thì các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, rồi hâm nóng thức ăn rất là tiện ích. Đấy, thì lên cho em là cặp lồng điện, giá chỉ có 180 cành thôi. Ở đây thì kèm cho các bác cáp, cắm các thứ đầy đủ luôn. Đấy, hàng thì rất là chất lượng cho các bác luôn. Về nhà các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Ví dụ các bác mang cơm đi học, đi làm, đi đến cơ quan công sở này, hoặc là các bác dùng ở trong gia đình cũng được, không có sao cả. Ví dụ mình muốn giữ nóng đồ ăn thì các bác cứ lắp vào cho em. Đấy, lắp vào cho em là mình sử dụng để mình giữ nóng đồ ăn cũng rất là ok. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Đấy, đậy vào nó rất là chắc chắn, là quay sách quay đeo như này rất tiện luôn. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện. Giá thì chỉ có cho các bác là 180 cành thôi. Đấy, lên cho em là cặp lồng điện này. Cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k. 180k cho em cặp lồng điện như này, rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái băng keo trong nhá. Lên cho em là băng keo trong. Con này thì nó sẽ là băng dính hai mặt, các bác dùng để dán ổ điện này hoặc dán các thiết bị khác đều ok. Giá của nó sẽ là 25k cho một cuộn băng keo trong như này.
25.000 cho một cuộn băng keo trong như này nhá. Đấy, bàn của nó thì khoảng 2 sen và chiều dài của nó thì khoảng 5 mét. Đó, lên xem là băng keo trong. Con này thì các bác có thể dùng để dán đa chi năng được luôn. Dây điện, dây điếc, các cái thiết bị đều ok hết nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Chuyện là có một số bạn kêu tôi lấy cái băng keo nano này để làm con này con kia đi. Ừ thì thấy cũng đơn giản á. Thôi bắt đầu dán keo này nha. Làm cũng y chang người ta vậy đó. Mà tới cái đấy, các bác có thể dán đồ đoàn các kiểu này. Đấy, rồi dán khung tranh này. Đấy, dán ổ điện này. Rất tiện ích các bạn. Đấy. Rồi dán cục wifi này, rồi nói chung là dán cái gì cũng được, nó rất là tiện ích nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có cho bác là 25.000 cho một cuộn băng keo trong như này. Lên cho em là băng keo trong nhá, giá sẽ là 25.000. Rồi ok.